Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 123. Vô số con mắt đổ dồn về Bạch Đế Tử. Bọn họ không khỏi sinh ra chút oán trách, tất cả đều do người này làm công tác tình báo không tốt. Mà Bạch Đế Tử chỉ có thể im lặng. Bởi lẽ ông ta cũng không biết vì sao Diệp Huyên không sợ khí vẩn đục, lại còn có thể hấp thu chúng, nghĩ nát óc cũng không ra. Chân Võ lên tiếng, Bạch Đế Tử, ông không có gì muốn nói sao? Ông ta khẽ nói, cứ mỗi khi ta cho rằng đã hiểu rõ, hắn lại sẽ cho ta một bất ngờ khác. Trong lòng đắng chát, ông ta chỉ biết lắc đầu. Bạch Đế Tử chưa từng xem thường Diệp Huyên, nhưng hắn lại luôn khiến ông ta phải mở mắt ra mà nhìn. Tỷ như lần này, ông ta vốn cho rằng hắn sẽ gọi người sau lưng ra, nhưng hắn lại không làm, ngược lại còn dùng khí vẩn đục đuổi họ đi. Kia là khí vẩn đục, thứ mà ngay cả cường giả thành đạo cảnh cũng không dám khinh nhờn, làm sao mà hắn lại không sợ chúng. Lúc này, Bạch Bào đứng một bên lên tiếng, các người cũng đừng quên hai việc sau. Thứ nhất, Mộ Niệm Niệm tuy đã mất ký ức và sức mạnh, nhưng một khi nàng ta khôi phục thì tiêu diệt đạo đình đã là việc trong nháy mắt. Những người khác rơi vào trầm lặng. Mộ Niệm Niệm mà lấy lại được ký ức, đồng nghĩa với việc đạo đình xong đời. Bởi vũ trụ ngũ duy hiện nay đã không cần nàng ta ra mặt trấn áp nữa, khi khôi phục ký ức có nghĩa là sức mạnh của nàng ta sẽ trở lại thời kỳ đỉnh cao chân chính. Khi ấy, đạo đình đứng trước mặt nàng ta chẳng khác gì kiến với voi. Bạch Bào tiếp tục, việc thứ hai, Diệp Huyên, một khi hắn đạt đến ngự đạo cảnh, chúng ta sẽ phải bỏ ra cái giá gấp 10 hiện nay để tiêu diệt. Lại một sự im lặng bao trùm. Có thể nói, khi Diệp Huyên đạt đến ngự đạo cảnh, cho dù là Bạch Bào và Chân Võ có bắt tay cũng chưa chắc làm gì được hắn. Bỗng, Bạch Đế Tử mở miệng, hãy chờ. Mọi người nhìn sang, nghe ông ta thấp giọng nói, tối đa 5 ngày nữa, đạo tổ sẽ xuất quan. Hai chữ đạo tổ khiến gương mặt những người khác khấp khởi hy vọng. Vị ấy chính là người đáng tin cậy nhất của đạo đình. Đúng lúc này, có tiếng kiếm minh bỗng vang lên từ ngoài điện. Những người bên trong cuống quýt nhìn ra, thấy một thiếu niên tay cầm kiếm đang chậm rãi đi đến. Diệp Huyên. Sắc mặt họ thoáng chốc biến đổi. Sao hắn lại đến đây? Một khắc sau, toàn bộ cường giả trong điện đã xuất hiện ở cửa nam, bao vây Diệp Huyên chỉ trong một cái chớp mắt. Hắn chỉ nhìn vòng vây quanh mình, cười nói, nhiều người vậy à? Bạch Đế Tử, thế nào? Hay là ngươi muốn một mình chấp hết chúng ta? Diệp Huyên chỉ đưa tay ra, hàng loạt thanh khí kiếm do khí vẩn đục ngưng tụ lại thành xuất hiện quanh hắn chỉ một khắc sau đó. Những cường giả đạo đình rối rít thối lui, sắc mặt ba người bọn Bạch Đế Tử cũng đanh lại. Diệp Huyên cười, chạy làm gì, lần này ta đến đây là muốn nhờ các người giúp một chuyện. Bạch Đế Tử cau mày, nhờ vả chúng ta, ngươi chắc chứ? Hắn gật đầu, ta đã dừng lại ở ngự đạo cảnh quá lâu rồi, bây giờ muốn đột phá, phải nhờ các người giúp. Chân Võ, ngươi điên rồi hay sao? Diệp Huyên nhìn ông ta, trước kia ta chưa từng đánh với ông, nên hôm nay đến đánh. Chân Võ nhìn hắn, ngươi muốn đánh với ta, sau đó đột phá khỏi ngự đạo cảnh. Hắn gật đầu, ta sẽ không dùng khí vẩn đục. Chân Võ quắc mắt, ngươi cho rằng ta sẽ đồng ý sao? Diệp Huyên chỉ sang Bạch Bào, hai người các ông, cùng lên một lượt. Những người khác sửng sốt. Không ai lại nghĩ rằng Diệp Huyên sẽ khiêu chiến Chân Võ và Bạch Bào, đã vậy còn kêu họ cùng lên một lượt, lấy một địch hai. Hắn mất trí rồi sao? Diệp Huyên là một tên yêu nghiệt, nhưng Chân Võ và Bạch Bào cũng là hai người mạnh nhất dưới thành đạo cảnh của đạo đình. Mà hắn muốn chấp họ cùng lúc. Chân Võ lẳng lặng nhìn Diệp Huyên. Bạch Bào nhắm hờ hai mắt, giữ im lặng. Diệp Huyên cười, sao vậy? Không đồng ý à? Chân Võ vẫn im lặng, bỗng nghe được giọng Bạch Đế Tử vang lên trong đầu. Kẻ này chắc chắn có chỗ dựa. Chân Võ thấp giọng đáp, cũng có thể là cơ hội cho chúng ta giết hắn, không phải sao? Bạch Đế Tử không nói gì. Nếu Chân Võ và Bạch Bào cùng hợp tác thì quả thật có cơ hội giết Diệp Huyên. Nhưng một khi không thể thì lại là cơ hội để Diệp Huyên đột phá lên ngự đạo cảnh. Đúng lúc này,
Bạch Bào bỗng mở mắt ra, nghĩ nhiều làm gì? Đánh thì đánh. Vừa dứt lời, gã đã lao mình về trước. Chỉ một khắc sau, một tia sáng bạc đã dừng lại cách trán Diệp Huyên nửa tấc. Sở dĩ không đâm vào là vì thân thương đã bị một thanh kiếm chặn lại. Chiêu này không trúng, Bạch Bào bất thình lình vung thương sang ngang. Xoẹt. Thương đi đến đâu, không gian rách nát đến đấy. Diệp Huyên xoay kiếm cản lại. Choang. Đòn này khiến Diệp Huyên lùi lại hơn trăm trượng trong nháy mắt. Chưa dừng lại ở đó, cây thương bạc kia lại phá không mà đến. Diệp Huyên lập tức bổ kiếm xuống. Uỳnh. Kiếm quang lóe lên. Diệp Huyên lại lùi bước hơn trăm trượng, còn chưa kịp dừng lại thì thấy một bóng mờ xuất hiện trước mắt. Ngay sau đó là mũi thương bạc vọt tới cổ họng trong nháy mắt, nhanh như sấm giật. Diệp Huyên vẫn duy trì vẻ bình tĩnh. Khi mũi thương sắp chạm vào da thịt, hắn bỗng ngả nửa thân trên về sau, đồng thời vung kiếm ra. Xoẹt. Kiếm mang lóe lên như hình trăng lưỡi liếm. Bạch Bào bỗng thu thương về, nện thẳng xuống đất. Uỳnh. Sức mạnh khổng lồ đập vào khiến thanh kiếm bay khỏi tay Diệp Huyên. Hắn chớp lấy cơ hội lùi về hơn trăm trượng, khi dừng lại thì vươn tay ra, chuẩn xác chộp lại được kiếm. Bạch Bào đứng ở nơi xa, áo choàng trắng muốt, thương dài trắng bạc, trông như pho tượng của một chiến thần. Mà Chân Võ lựa chọn không xen vào. Bởi ông ta lẫn Bạch Bào đều có sự kiêu ngạo của riêng mình. Chỉ cần Diệp Huyên không dở những trò quỷ quyệt kia ra, bọn họ cũng sẽ không lựa chọn lấy nhiều đánh ít. Cả đời họ chinh chiến vô số, há lại sợ một tên Diệp Huyên. Đúng lúc này, Bạch Bào nhấc chân, mỗi một bước đi kèm theo một cú đâm thương. Không gian trước mặt Diệp Huyên bỗng chốc rạn vỡ, sau đó là một tia sáng bạc lóe lên. Người chưa đến, thương đã đến. Hắn không tránh né mà đáp trả bằng một cú thọc kiếm trực diện. Duỳnh. Kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyên lùi lại chừng 10 trượng, nhưng Bạch Bào cũng cầm thương thối lui hơn 30 trượng. Lần này, hắn đã chiếm được thế thượng phong. Bạch đế tử khẽ nhíu mày, sao có thể? Chân võ, sức mạnh của hắn không còn như trước kia nữa. Sức mạnh của Diệp Huyên tất nhiên đã có sự thay đổi. Sau khi hấp thu máu của tộc Na Già Long, hắn đã có được sức mạnh của họ. Nếu chỉ tính sức mạnh thuần túy, e rằng chỉ có Na Già Lâu mới có thể ngang hàng với hắn. Giọng Bạch đế tử lại vang lên trong đầu Chân Võ, nếu ngươi chấp thời cơ ra tay khi hắn và Bạch Bào giao thủ, thì nắm chắc bao nhiêu phần có thể giết được. Chân Võ không khỏi cau mày, nhìn sang ông ta, ông có ý gì? Bạch đế tử sầm mặt, Chân Võ, ta biết ngươi kiêu ngạo, nhưng ngươi cũng phải biết Diệp Huyên này. Chân Võ lắc đầu, Bạch đế tử, ta biết trong lòng ông luôn muốn Diệp Huyên chết, ta cũng vậy, nhưng ta sẽ không đánh lén. Bây giờ là trận chiến công bằng giữa hắn và Bạch Bào. Bạch đế tử trừng mắt, Chân Võ, đừng cố chấp nữa, xem như ta cầu xin ngươi. Chân Võ chỉ nhìn về phía xa, không phải cố chấp, mà là giới hạn cuối cùng. Bạch đế tử còn muốn nói tiếp thì thấy Diệp Huyên đã cầm kiếm lao về phía Bạch Bào, khiến sắc mặt ông ta trở nên xấu xí vô cùng. Nếu Chân Võ thừa cơ ra tay, khả năng kết liễu được Diệp Huyên là rất cao, nhưng không ngờ ông ta lại bảo thủ như vậy. Giới hạn cuối cùng ư? Bạch đế tử cũng có, nhưng giữa nó và tồn vong của đạo đình, ông ta lựa chọn cái sau. Như nghĩ đến gì đó, ánh mắt ông ta bắn sang một thần quân khác bên phải, bỗng nhiên lại nghe giọng Chân Võ trong đầu, hay là đạo đình ta không dám chấp nhận thất bại, hả Bạch đế tử? Bạch đế tử nhìn sang, lại nghe Chân Võ khẽ nói, cho dù thua, ít nhất hãy để chúng ta giữ lại được tôn nghiêm, được chứ? Thấy ông ta không đáp, Chân Võ tiếp tục. Để họ đánh đi, nếu Bạch Bào thua, ta sẽ không ngăn cản nếu ông chọn lấy nhiều đánh ít. Nhưng trước mắt hãy để bọn họ giao đấu công bằng. Ta tin Bạch Bào cũng sẽ lựa chọn như vậy. Bạch đế tử tiếp tục im lặng. Chân Võ nhìn sang, đạo đình là tín ngưỡng của ta, ta sẽ vì nó mà chiến đấu đến giây cuối cùng. Ta biết nó cũng là tín ngưỡng của ông, nhưng chúng ta không thể vì thế mà vứt bỏ giới hạn được. Bạch đế tử thấp giọng thở dài. Chân Võ không nói gì nữa, quay lại với trận chiến kịch liệt đằng xa, trong lòng tấm tắc không thôi.
Ban đầu khi mới đến vực thiên giới, Diệp Huyên nào phải đối thủ của ông ta, nhưng hiện nay hắn đã không kém cạnh gì Bạch Bào rồi. Tốc độ phát triển quá nhanh. Uỳnh. Đúng lúc này, một tiếng nổ bỗng phát ra. Mọi người chỉ nhìn thấy Bạch Bào bị Diệp Huyên vung kiếm chém lùi lại gần trăm trượng. Gã vừa dừng lại thì lập tức phóng vút lên cao, cây thương bạc rời khỏi tay, phóng thẳng về phía Diệp Huyên. Như nộ long xuất hải, xé rách đất trời. Bên dưới, Diệp Huyên không hề nao núng. Thương thế quá mạnh mẽ, còn chưa đến nơi đã khiến không gian quanh hắn vặn vẹo biến dạng. Khi nó phóng đến gần đỉnh đầu, Diệp Huyên bỗng hóa thành một tia kiếm quang bắn vọt lên cao. Uỳnh! Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, sau đó là không gian trong chu vi mấy vạn trượng nứt toác. Trên không trung, Diệp Huyên cầm kiếm đối đầu với trường thương. Sức mạnh trong thương chưa tiêu biến, mà kiếm quang của Diệp Huyên ngày càng mờ dần. Đúng lúc này, Bạch Bào bỗng xuất hiện, dẫm chân phải lên chuôi thương. Ầm! Diệp Huyên và kiếm rơi thẳng xuống. Sức mạnh của Bạch Bào theo mũi thương truyền vào mũi kiếm, không ngừng chấn áp hắn. Bỗng nhiên, Diệp Huyên dẫm mạnh chân phải, gọi kiếm vực xuất hiện. Sau đó, hắn nắm lấy chuôi kiếm bằng hai tay, bổ về trước. Ầm! Diệp Huyên dừng bước. Một khắc sau, Bạch Bào thoát cái lùi lại hơn trăm trượng, dừng lại với đôi mắt ngập tràn chiến ý. Diệp Huyên cũng không khác gì. Tiếp tục chiến đấu. Kể từ khi hấp thu máu rồng, tu luyện thành đạo thể, hắn đã rất ít khi giao chiến, vậy mà bây giờ lại muốn có được một trận chiến sảng khoái. Hắn cầm kiếm trong tay, cất bước đi về phía Bạch Bào. Hắn cảm nhận được máu mình bắt đầu sôi trào, nhưng lại không dùng đến huyết mạch chi lực, từ đó cũng không để lộ đạo thể. Đối diện, Bạch Bào không rời mắt khỏi Diệp Huyên, tay siết chặt trường thương. Thân thương khẽ chấn động, tỏa ra thương thế ngút trời bao vây bốn phía, khiến người người kinh sợ. Đúng lúc này, Diệp Huyên biến mất, Bạch Bào không kinh ngạc, giơ thương đâm tới. Uỳnh! Mũi thương chặn lại kiếm quang. Không gian bốn phía hóa thành hư vô, hai bên tham gia đối chiến cũng bắn ngược ra xa, mỗi người thối lui hơn trăm trượng. Trong lúc Diệp Huyên bay ngược về, một thanh phi kiếm bỗng chém về phía Bạch Bào. Mà Bạch Bào trên không trung cũng đâm thương về trước. Oanh! Phi kiếm bị chặn lại, nhưng sau đó là Diệp Huyên xuất hiện trước nó, không chỉ tóm lấy kiếm mà còn hung hãn chém xuống. Những người khác bao gồm cả Bạch Bào đồng loạt biến sắc. Kiếm này đã không còn là một kiếm bình thường, mà là đạo kiếm, lần đầu tiên được Diệp Huyên thi triển kể từ sau khi luyện thành. Kiếm vừa ra, kinh thiên động địa. Sắc mặt Bạch Bào lần đầu tiên đanh lại, gã siết lấy thương, vung nó sang ngang, thương thế cuồn cuộn tuôn ra, nào ngờ chỉ một khắc sau đã bị kiếm của Diệp Huyên chém vỡ. Oanh! Dưới mọi ánh mắt chú mục, Bạch Bào lui lại hơn nghìn trượng, không gian trên đường sụp đổ thành hư vô. Kiếm của Diệp Huyên vừa xóa sổ cả một vùng không gian. Một dòng máu tươi tràn ra từ khóe môi Bạch Bào, cây thương trong tay cũng xuất hiện vô số vết rạn. Những người khác câm lặng như hến. Lần này, Bạch Bào đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Thấy Diệp Huyên cầm kiếm đi đến, một tia tàn độc lóe lên trong mắt Diệp Huyên. Gã tung người nhảy vọt lên, thân hình trở nên mờ ảo, cây thương trong tay chấn động. Bên dưới, Diệp Huyên cũng nhảy lên, vung kiếm chém ra. Lại là đạo kiếm, khiến không gian quanh hắn trở nên mờ nhạt. Thương của Bạch Bào cũng đâm xuống. Cả hai cùng thi triển tuyệt chiêu mạnh nhất, hai mũi nhọn đối đầu với nhau. Ầm! Thương và kiếm vừa chạm nhau, không gian trong phạm vi mấy vạn trượng nơi cửa nam lập tức bị xóa sổ. Bạch Bào và Diệp Huyên cũng liên tục thối lui mấy nghìn trượng. Diệp Huyên dừng lại, không gian phía sau hóa thành hư vô trong nháy mắt. Hắn ngẩn ra, sau đó vội vã nằm vật xuống đất, hai tay ôm ngực như sắp chết đến nơi. Thật ra thân xác hắn đã cản lại được toàn bộ sức mạnh của Bạch Bào, chẳng có việc gì xảy ra cả, nhưng hắn không muốn để lộ việc mình có đạo thể. Đối diện, Bạch Bào cũng bị thương không nhẹ, nhưng vẫn cầm thương đứng vững chứ không ngã xuống. Sau đó, gã bất thình lình phóng tới,
hiển nhiên là muốn nhân lúc Diệp Huyên trọng thương mà kết liễu hắn. Trong mắt những người khác, Diệp Huyên hai tay ôm ngực, máu tươi ồng ộc đổ ra từ miệng, trông như sắp sửa chút hơi cuối cùng. Bạch Bào cách hắn càng lúc càng gần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vào lúc Bạch Bào còn cách Diệp Huyên khoảng mấy trượng, Bạch Bào đột nhiên dừng lại. Bạch Bào nhìn chằm chằm Diệp Huyên, đừng giả vờ. Diệp Huyên không có phản ứng, vẫn mang dáng vẻ như sắp chết. Bạch Bào cứ nhìn Diệp Huyên như thế, gã không định sẽ ra tay. Một lát sau, thấy Bạch Bào không ra tay, Diệp Huyên ngồi dậy, hắn nhìn Bạch Bào, thầm nói đáng tiếc. Không ngờ tên này lại không mắc lừa. Bạch Bào nhìn Diệp Huyên, nếu ngươi thật sự yếu như thế thì cũng sẽ không tới khiêu chiến ta. Nói xong, gã chậm rãi nhắm mắt lại, Diệp Huyên, ngươi muốn giết ta chỉ có một cách thôi, đó là quang minh chính đại đánh chết ta, muốn ám sát ta. Có lẽ ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Diệp Huyên cười khẽ nói, vậy ta sẽ quang minh chính đại đánh chết ông. Dứt lời, hắn nâng kiếm tung người nhảy lên, sau đó chém một kiếm xuống. Đạo kiếm. Sau khi chiêu kiếm chém xuống, một lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ lấy Bạch Bào. Kiếm vực. Nét mặt Bạch Bào không chút cảm xúc, ông ta đâm một thương ra. Ầm. Thiên địa run rẩy. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, Bạch Bào liên tục lùi lại. Cách đó không xét, nét mặt đám người Bạch Đế Tử cũng rất khó coi. Vì Diệp Huyên đã có thể áp chế Bạch Bào rồi. Hơn nữa còn dựa vào một chiêu đạo kiếm chỉ có lực lượng đơn thuần chứ không phải kỹ xảo chiến đấu. Nếu là người khác chắc chắn không thể thi triển kiếm kỹ mạnh mẽ trong một khoảng thời gian dài như thế, nhưng Diệp Huyên lại có thể. Vì thân thể của hắn thật sự đủ mạnh. Trận chiến ngày càng kịch liệt, huyết dịch trong người Diệp Huyên dần sôi trào, nhưng hắn vẫn đang áp chế huyết mạch chi lực của mình. Huyết mạch chi lực này quá không bình thường, trừ khi liều mạng. Nếu không hắn cũng sẽ không sử dụng. Bạch Đế Tử ở phía xa đột nhiên nhìn về phía Chân Võ, hắn càng đánh càng mạnh. Chân Võ im lặng. Ông ta cũng phát hiện vấn đề này. Diệp Huyên đang càng đánh càng mạnh. Nói cách khác, Diệp Huyên vừa mới đột phá không lâu, bây giờ hắn đang dùng cách chiến đấu để kích thích tiềm lực của mình. Bạch Đế Tử nhẹ giọng nói, nếu còn tiếp tục chiến đấu như thế, ta không biết Bạch Bào có thể thua không. Nhưng ta biết Diệp Huyên sẽ trở nên ngày càng mạnh hơn, thậm chí là đạt tới ngự đạo cảnh. Rõ ràng là ông ta vẫn muốn Chân Võ đánh lén Diệp Huyên. Bây giờ Diệp Huyên đã bị Bạch Bào giữ chân, chỉ cần Chân Võ chịu đánh lén, rất có thể sẽ đánh chết Diệp Huyên. Mà ở đây, chỉ có Chân Võ ra tay mới có cơ hội giết chết Diệp Huyên nhất thôi. Chân Võ im lặng. Bạch Đế Tử khẽ thở dài, Chân Võ. Ta biết ông có quy tắc của mình, nhưng ông có từng nghĩ, một khi người này đạt tới ngự đạo, khi đó e rằng đạo tổ muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Ông phải biết bây giờ hắn vẫn chưa phát huy toàn bộ thực lực, không nói đến cái khác, bây giờ hắn còn chưa sử dụng huyết mạch chi lực, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là một khi hắn sử dụng huyết mạch chi lực, rất có thể Bạch Bào sẽ thua. Chân Võ chậm rãi nhắm mắt lại. Mà kiếm trong tay ông ta vẫn còn đang rung lên. Bạch Đế Tử nói tiếp, Chân Võ, hôm nay chúng ta không tiêu diệt Diệp Huyên, sau này đạo đình chắc chắn sẽ bị hắn tiêu diệt. Diệp Huyên vốn là tiểu nhân bị ổi, chúng ta hoàn toàn không cần nói đến công bằng với hắn. Hơn nữa, hắn vốn đến để khiêu chiến ông và Bạch Bào, ông ra tay cũng đâu có gì sai. Chân Võ im lặng một lúc rồi nhìn về phía Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, ta ra tay cũng đồng nghĩa với việc chút kiêu ngạo và tôn nghiêm cuối cùng của đạo đình cũng chẳng còn. Bạch Đế Tử đang định đáp lời, Chân Võ lại nói tiếp, Bạch Đế Tử, ông biết năm đó tại sao đại đạo sụp đổ không? Bạch Đế Tử nhìn về phía Chân Võ nhẹ giọng nói, vì chúng ta không từ mọi thủ đoạn. Đạo đình chúng ta làm bất cứ chuyện gì đều không từ mọi thủ đoạn, chính là vì lúc trước thế gian xuất hiện quá nhiều phá đạo giả. Không công bằng với người bảo vệ đại đạo chúng ta, nếu đại đạo đã bất công, thì người đời cần gì phải tuân theo? Bạch Đế Tử im lặng. Chân Võ lại nói, vì sao chúng ta lại kết thù với Diệp Huyên? Vì đạo kinh, vì Lục Công Chúa. Lục Công Chúa là người bảo vệ đại đạo, nhưng lại vì sở thích cá nhân mà giày vò người khác mấy vạn năm,
Bạch đế tử, ông cảm thấy hành động này của nàng ta thích hợp với tư cách người bảo vệ đại đạo không? Nói xong, ông ta lắc đầu, chúng ta muốn xây lại trật tự, để thế giới trở nên có trật tự đại đạo như năm đó. Nhưng ta phát hiện hướng đi của chúng ta ngày càng sai lệch, vì những người bảo vệ đại đạo chúng ta đã xem đại đạo là thứ thuộc riêng về mình, hơn nữa còn dùng nó để đạt được lợi ích cá nhân. Bạch đế tử đang định đáp lời nhưng chân võ vẫn nói tiếp, chúng ta muốn thế gian trở nên tốt đẹp hơn, nhưng thật ra chúng ta chỉ muốn bản thân trở nên tốt đẹp hơn. Vì sao thực lực của đạo đình bây giờ càng ngày càng yếu? Là vì rất nhiều đại đạo đã từ bỏ chúng ta. Nói xong, ông ta nhìn kiếm trong tay, giễu cợt, trước đây, ta từng chiến đấu vì tín ngưỡng, nhưng bây giờ, ta chiến đấu vì cái gì? Vì đạo đình ư, đạo đình hôm nay, còn đáng để ta liều mạng vì nó không? Nghe vậy, sắc mặt bạch đế tử ở cách đó không xa thay đổi. Chân võ đang không rõ tín ngưỡng của mình ư. Bạch đế tử đang định lên tiếng thì một hơi thở mạnh mẽ đột nhiên dâng trào từ trong người chân võ. Cùng lúc đó, một con dấu đột nhiên xuất hiện ở giữa chân mày ông ta. Thần linh chi ấn. Bạch đế tử sửng sốt. Chân võ cũng sửng sốt. Vì thần linh chi ấn này đã yên lặng rất nhiều năm rồi, có thể nói, ông ta và thần linh chi ấn của mình đã rất nhiều năm không liên hệ với nhau. Lúc này, hơi thở của thần linh chi ấn đột nhiên dâng lên. Thấy thế, bạch đế tử ở bên cạnh ngây người, sau đó mừng như điên. Thần linh chi ấn này muốn dung hợp với chân võ. Tất cả mọi người xung quanh đều nhìn về phía chân võ sắp thành đạo ư. Trên đời này có hai cách thành đạo, một là tự mình thành đạo, hai là mượn thần linh chi ấn để thành đạo. Mượn thần linh chi ấn thành đạo sẽ trở thành một trong 3.000 đại đạo, thật ra cách thành đạo này không khác cách thành đạo kia là mấy, đương nhiên cách thứ nhất hiếm có hơn, vì nó xem như tạo ra một đại đạo mới. Lúc này, Diệp Huyên và Bạch Bào ở phía xa cũng dừng lại. Diệp Huyên nhìn chân võ, cau mày. Chuyện gì thế này? Người này sắp đột phá à? Lúc này, thần linh chi ấn kia đột nhiên biến mất. Một cột sáng màu trắng đột nhiên bắn lên cao từ trong người chân võ, bắn thẳng lên tận trời, chấn động thiên địa. Một hơi thở mạnh mẽ tựa như mưa rền gió dữ cuộn trào xung quanh. Cao thủ đứng gần chân võ đều không kịp đề phòng bị đẩy lui mấy trăm trượng. Thật sự sắp thành đạo rồi. Lúc này, tất cả mọi người trong đạo đình đều vô cùng mừng rỡ. Bạch Bào ở bên cạnh thì mang nét mặt phức tạp, ông vẫn nhanh hơn ta một bước. Sắc mặt của Diệp Huyên hơi khó coi. Lần này đến vốn để mình đột phá, nhưng không ngờ chân võ này lại đột phá. Hơn nữa còn đột phá đến thành đạo. Một khi chân võ đạt đến thành đạo cũng đồng nghĩa với việc đạo đình có 3 vị thành đạo cảnh. 3 vị. Đánh không lại. Diệp Huyên nhìn xung quanh, chuẩn bị chuồn đi. Lúc này, Bạch Bào đột nhiên nhìn về phía hắn, muốn chạy à? Cùng lúc đó, cao thủ đạo đình xung quanh vội vàng bao vây, rõ ràng là không muốn để Diệp Huyên chạy mất. Diệp Huyên im lặng. Lần này chơi lớn rồi. Lúc này, chân võ chân ở chân trời đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, hơi thở trên người ông ta trở nên vô cùng mạnh mẽ. Thành đạo rồi. Diệp Huyên im lặng. Hơi thở của chân võ mạnh tương đương với ông lão thành đạo cảnh hắn gặp ở ám giới kia. Rõ ràng là đối phương sắp thành đạo rồi. Lúc này, chân võ đột nhiên nói, người đi đi. Nghe vậy, tất cả mọi người đều sửng sốt. Diệp Huyên cũng ngơ ngác. Bạch đế tử ở bên dưới nhìn về phía chân võ chậm rãi nhắm mắt, Diệp Huyên, đợi sau khi ngươi đạt tới ngự đạo cảnh, ta sẽ đến tìm người đấu một trận chiến này là trận chiến giữa kiếm tu và kiếm tu, không liên quan đến bất cứ thế lực nào khác. Nói xong, ông ta xoay người nhìn xung quanh, trong mắt chứa cảm xúc phức tạp, cuối cùng, ông ta nhìn về phía bạch đế tử, đừng quên mục tiêu ban đầu. Dứt lời. Ông ta biến thành một tia kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Thấy cảnh này, sắc mặt bạch đế tử lập tức trở nên tái nhợt. Chân võ đi rồi. Ông ta biết, lần này là rời đi, chân võ hoàn toàn rời khỏi đạo đình.
vì đạo đình bây giờ đã không phải là đạo đình trong tín ngưỡng của chân võ lúc trước nữa rồi. Những cao thủ đạo đình đang có mặt đưa mắt nhìn nhau. Chân võ đi mất rồi. Mọi người nhìn Bạch Đế Tử. Bạch Đế Tử không nói một lời. Lúc này, có người lên tiếng, Diệp Huyên biến mất rồi. Bạch Đế Tử quay đầu, lúc này, đã không thấy Diệp Huyên đâu nữa. Chạy rồi. Tên này chạy rồi. Nét mặt Bạch Đế Tử vô cùng u ám, không biết đang nghĩ gì. Một lúc lâu sau đó, ông ta cất lời, tự ai nấy làm việc của mình đi. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Những cao thủ đạo đình xung quanh đưa mắt nhìn nhau. Bạch Đế Tử đi vào nơi sâu trong tinh không, gặp được Chân Võ ở nơi này. Chân Võ đứng đó, đưa mắt nhìn về phía xa, không biết đang nghĩ gì. Bạch Đế Tử trầm giọng hỏi, Chân Võ, ông cứ thế vứt bỏ đạo đình sao? Chân Võ nhẹ giọng nói, Bạch Đế Tử, không phải ta vứt bỏ đạo đình, là đại đạo từ bỏ đạo đình. 3000 đại đạo là trật tự nhân gian, bọn họ chú trọng công bằng. Mà bây giờ, mỗi một hành động của đạo đình đã hoàn toàn vi phạm mục tiêu ban đầu của đại đạo. Nếu ta đoán không lầm, thần linh tri ấn của ông cũng lâu rồi không xuất hiện đúng không? Bạch Đế Tử nhìn chằm chằm Chân Võ, trên đời này làm gì có công bằng tuyệt đối. Chân Võ cười nói, Bạch Đế Tử, chúng ta chỉ là người bảo vệ đại đạo chứ không phải đại đạo, nếu chúng ta làm trái với mục tiêu ban đầu của đại đạo, kết quả cuối cùng chính là bị đại đạo vứt bỏ. Nhân gian có rất nhiều người, mà chúng ta cũng phải sự lựa chọn duy nhất của đại đạo. Bạch Đế Tử nhìn Chân Võ, bây giờ đạo đình không còn hoàn mỹ, nhưng chúng ta... Chân Võ lắc đầu, đừng lừa mình dối người. Bắt đầu từ khi chúng ta chiếm đoạt vực thiên giới, đạo đình đã đi sai hướng rồi, vì với chúng ta hoàn toàn chính là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Còn nữa, điều ông nghĩ bây giờ và những gì đạo đình làm thật ra đều là vì bản thân, chứ không phải vì giữ gìn trật tự đại đạo. Nói thẳng ra là đại đạo đã trở thành công cụ của chúng ta. Nói xong, ông ta nhìn về phía chỗ sâu trong tinh không, nhẹ giọng nói, Bạch Đế Tử, trực giác cho ta biết, tiếp tục đối đầu với Diệp Huyên, đạo đình sẽ không có kết cục tốt. Ông tự xem mà giải quyết đi. Nói xong, ông ta biến thành kiếm quang biến mất ở sâu trong tinh không. Bạch Đế Tử đang muốn đuổi theo, lúc này, một giọng nói vang lên ở phía sau, để hắn đi đi. Nghe thấy giọng nói này, Bạch Đế Tử sửng sốt, sau đó mừng như điên. Đạo Tổ. Đạo Tổ xuất quan sớm. Một người đàn ông trung niên đứng sau lưng Bạch Đế Tử. Chính là Đạo Tổ của Đạo Đình. Bạch Đế Tử trầm giọng nói, Đạo Tổ, Chân Võ. Đạo Tổ nhẹ giọng nói, đây là sự lựa chọn của hắn, tôn trọng sự lựa chọn của hắn đi. Bạch Đế Tử khẽ thở dài. Chân Võ rời đi thế này, thực lực của Đạo Đình suy giảm rất nhiều. Đạo Tổ nhìn vào chỗ sâu trong tinh không, có điều tra được thông tin về cô gái váy trắng kia không? Bạch Đế Tử trầm giọng nói, mấy người thần phong tìm thấy rồi. Nhưng hai người họ đều đã chết, xem ra cô gái váy trắng kia mạnh hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Đạo Tổ im lặng. Bạch Đế Tử lại nói, việc chúng ta cần giải quyết ngay bây giờ chính là Mộ Niệm Niệm kia. Người này đã mất trí nhớ, hơn nữa còn không có thực lực, bây giờ là thời cơ tốt nhất để giết nàng. Mộ Niệm Niệm. Đạo Tổ quay đầu nhìn về phía vũ trụ ngũ duy. Nhẹ giọng nói, lúc trước vốn nên hủy diệt bản thể của nàng ta và vũ trụ ngũ duy. Ông ta cũng rất kiêng dè người phụ nữ kia. Trước đó người phụ nữ kia sử dụng không đến 3 phần thực lực đã đánh tan thân thể của ông ta. Chỉ 3 phần thực lực thôi. Không thể không nói, lần đó đã khiến ông ta bị đả kích không nhỏ. Ông ta là thành đạo cảnh, hơn nữa còn là thành đạo cảnh đỉnh cao. Nhưng người phụ nữ đó chỉ sử dụng 3 phần thực lực đã dễ dàng hủy diệt thân thể của ông ta. Thật ra trong khoảng thời gian bế quan, ông ta vẫn luôn nghĩ rốt cuộc người phụ nữ này mạnh đến mức nào. Không có câu trả lời. Trên thành đạo cảnh đã không còn đường đi nữa rồi. Ít nhất là với ông ta lúc này. Một lúc lâu sau đó, Đạo Tổ đột nhiên nói, ngươi chuẩn bị đi. Ta đi tìm người kia. Nói xong. Ông ta xoay người rời đi.
Bạch đế tử im lặng một lúc lâu, sau đó nhẹ giọng nói, chân võ, đạo đình sẽ trở nên tốt hơn trước đây. Trật tự đại đạo cũng sẽ được hồi phục. Nói xong, ông ta cũng rời đi. Đạo tổ đi tới đạo chủng chi địa, đứng trước một sơn động trên một đỉnh núi. Đạo tổ nhìn sơn động kia, lạnh nhạt nói, sư huynh, còn đang bế quan sao? Cửa đá của sơn động mở ra, một người đàn ông trung niên xuất hiện. Thượng chủ của đạo chủng chi địa. Nếu có người ngoài ở đây, người đó chắc chắn sẽ khiếp sợ. Vì đạo tổ gọi thượng chủ là sư huynh. Thật ra rất ít ai biết, trước đây thượng chủ là người của đạo đình, có điều sau đó lại rời khỏi đạo đình. Thượng chủ nhìn đạo tổ, cười nói, sư đệ, vẫn khỏe chứ? Nét mặt đạo tổ không chút cảm xúc, xem ra huynh vẫn chưa đột phá lần nữa. Thượng chủ cười to, không sao. Đạo tổ cười, thật sự không sao à? Thượng chủ ngẩng đầu nhìn lên tinh không, cười nói, sư đệ, khoảng thời gian này bế quan, ta đột nhiên hiểu ra một chuyện, đó là không có ý nghĩa. Đạo tổ nhíu mày, cái gì không có ý nghĩa? Thượng chủ cười nói, tranh chấp với đạo đình đệ rất không có ý nghĩa. Đạo tổ nhìn thượng chủ, sao lại thế? Thượng chủ cười to, để cảm thấy thực lực của Mộ Niệm Niệm kia đạt đến trình độ nào. Đạo tổ im lặng. Mộ Niệm Niệm. Người phụ nữ này mạnh đến mức nào? Ông ta không biết. Có thể nói, sức mạnh của người phụ nữ này đã vượt khỏi hiểu biết của ông ta. Thượng chủ lại nói, dù thật sự lật đổ đạo đình cũng có ý nghĩa gì đâu. Ở thế giới này, với một vài người nào đó, 3000 đại đạo cũng chỉ là một con kiến mà thôi. Nói xong, ông ta lại nhìn đạo tổ, cười nói, ta muốn đến nơi khác xem sao, xem thử rốt cuộc vũ trụ này rộng lớn đến mức nào, cũng muốn gặp gỡ cao thủ ở nơi khác. Đệ thì sao? Đạo tổ im lặng. Thượng chủ cười nói, ta biết đệ muốn giết Diệp Huyên, giết nữ nhân kia, hơn nữa còn muốn lấy được đạo kinh. Bây giờ Diệp Huyên có 5 quyển, đệ có 2 quyển, cộng thêm một quyển của đạo chủng chi địa ta, nếu đệ có hết thì đệ sẽ có 8 quyển đạo kinh, nhưng còn một quyển ở thế giới bà xa, đệ có thể lấy được sao? Đạo tổ nhẹ giọng hỏi ngược lại, lỡ như lấy được thì sao? Thượng chủ im lặng. Đạo kinh. Đạo kinh tề tụ sẽ có ý nghĩa gì? Có nghĩa là sẽ đánh thức đại đạo chi linh. Không thể không nói, thứ này rất có sức hấp dẫn. Đạo tổ nhìn thượng chủ, sư huynh, chẳng lẽ huynh không động lòng sao? Thượng chủ cười một tiếng, không nói gì. Đạo tổ lại nói, sư huynh, nếu thu thập đủ đạo kinh, thức tỉnh đại đạo chi linh, hai chúng ta đều có thể mạnh hơn một bậc. Thượng chủ im lặng. Đạo tổ lại nói, chẳng lẽ huynh không muốn thấy đạo kinh bản hoàn chỉnh sao? Thượng chủ nhìn về phía đạo tổ, Diệp Huyên kia không đơn giản đâu. Đạo tổ cười nói, chỗ dựa lớn nhất của hắn chính là Mộ Niệm Niệm, mà bây giờ nàng ta đã mất trí nhớ, chúng ta muốn giết nàng ta là chuyện dễ như trở bàn tay, chẳng lẽ không phải sao? Thượng chủ lại nói, người sau lưng hắn thì sao? Đạo tổ im lặng, vì đến tận bây giờ, đạo đình vẫn không rõ rốt cuộc là ai đứng sau Diệp Huyên. Thượng chủ cười nói, không nói đến người khác, chỉ nói đến cô gái váy trắng kia thôi, sư đệ, để cảm thấy cô gái váy trắng là cao thủ cấp bậc gì. Đạo tổ nhẹ giọng nói, sư huynh, thật ra huynh đã có quyết định rồi đúng không? Thượng chủ cười hỏi, quyết định gì? Đạo tổ nhìn thượng chủ, huynh sẽ không từ bỏ đạo kinh. Thượng chủ cười to, sư đệ. Đệ không có sự lựa chọn nào khác, vì đệ đã kết thù với Diệp Huyên, nhưng ta thì có, vì đạo chủng chi địa ta vẫn còn một phần thiện duyên với Diệp Huyên. Đệ nói xem. Đạo tổ nói, sư huynh, khi nãy huynh nói muốn rời đi, huynh đi đâu? Đi cổ thần uyên ư? Thượng chủ hỏi ngược lại, không được à? Đạo tổ nhìn ông ta, đi đến đó sống nhờ vào người khác sao? Nụ cười trên mặt thượng chủ dần biến mất. Đạo tổ cười nói, sư huynh, chúng ta tu luyện đến cấp bậc này, có thể nói là đã đến giới hạn rồi, tuy chúng ta đều là kỳ tài ngút trời, nhưng thành đạo cảnh chính là giới hạn của chúng ta, đừng nói chúng ta, không phải năm đó sư phụ cũng là thế sao. Đối với chúng ta, muốn thay đổi số mệnh, bước thêm một bậc chỉ có một cách,
đó là thu thập tất cả đạo kinh, thức tỉnh đại đạo chi linh, huynh thấy sao? Thượng chủ đáp, đệ muốn ta và đệ liên thủ à? Đạo tổ nhìn thẳng vào thượng chủ, phải. Thượng chủ cười khẽ, sư đệ, đệ có biết lòng tham có thể sẽ hại chết người không? Nét mặt đạo tổ không chút cảm xúc, nếu không thể mạnh thêm một bậc, hai chúng ta có thể sống được bao nhiêu ngày giờ nữa chứ? 10.000 năm hay 1.000 năm? Thượng chủ im lặng. Đạo tổ nói tiếp, còn một điều nữa, chẳng lẽ sư huynh không muốn biết tại sao Mộ Niệm Niệm lại mạnh như thế à? Nàng ta không có đạo kinh bản hoàn chỉnh, nhưng thực lực lại ở trên thành đạo, ta tin rằng chắc chắn sư huynh cũng rất tò mò đúng không? Thượng chủ cười nói, đúng là rất tò mò. Đạo tổ nói, muốn biết thì đơn giản thôi, bắt lấy người này không phải là được rồi sao? Thượng chủ không nói gì, ông ta chậm rãi đi tới cạnh một vách đá, không biết đang nghĩ gì. Đạo tổ nói tiếp, sư huynh đang lo sợ người đứng sau hắn ư. Thượng chủ hỏi ngược lại, chẳng lẽ không nên lo lắng à? Đạo tổ trầm giọng nói, bất cứ chuyện gì cũng có thể sẽ nguy hiểm. Thượng chủ nhẹ giọng nói, việc này quá nguy hiểm. Đạo tổ đang muốn đáp lời, thượng chủ lại nói, theo ta biết, Diệp Huyên từng có giao hẹn với đạo chủng chi địa, sau khi lấy được đạo kinh, hắn sẽ chia sẻ với đạo chủng chi địa. Nghe vậy, đạo tổ sa sầm mặt, sư huynh tin hắn à? Thượng chủ nhìn đạo tổ, tại sao ta lại không tin? Sau khi lấy được đạo kinh, Diệp Huyên hắn luôn rất hào phóng, chia sẻ cả năm quyển đạo kinh với người bên cạnh mình. Đạo tổ lạnh nhạt nói, chỉ là thu mua lòng người mà thôi. Thượng chủ cười to, thu mua lòng người. Sư đệ à, cách nhìn người của đệ vẫn giống hệt như trước, quá phiến diện. Chẳng lẽ, thừa nhận sự xuất sắc của người khác khó đến thế à? Nét mặt đạo tổ không chút cảm xúc. Thượng chủ lại nói, sư đệ, ta khác với đệ, đệ không có đường lui, vì đệ không giết Diệp Huyên sẽ tiêu diệt đạo đình. Còn ta không có bất cứ lý do gì để đối đầu với hắn cả. Tại sao ta phải đối đầu với hắn? Đạo chủng chi địa ta vốn đã kết thiện duyên với hắn, tại sao phải biến thiện duyên thành ác duyên? Đương nhiên ta cũng động lòng với những gì đệ nói, thu thập tất cả đạo kinh, thức tỉnh đại đạo chi linh, đạt tới cấp bậc cao hơn. Nhưng dù ta có động lòng cũng không cần thiết phải đối đầu với Diệp Huyên. Tại sao? Vì sau khi Diệp Huyên thu thập tất cả đạo kinh, bảo hắn chia sẻ một chút chắc chắn không thành vấn đề. Nói xong, ông ta nhìn về phía đạo tổ, bảo đệ chia sẻ có lẽ rất khó khăn, nhưng bảo Diệp Huyên chia sẻ, ta cảm thấy hoàn toàn không thành vấn đề. Người này suy nghĩ đơn giản, trọng tình trọng nghĩa, quan trọng nhất là hắn không quan tâm đến đạo kinh này. Đến lúc hắn thu thập đủ 8 quyển, ta sẽ đưa cho hắn quyển đạo kinh của đạo chủng chi địa, ta tin muốn hắn chia sẻ đạo kinh bản hoàn chỉnh là một chuyện vô cùng dễ dàng, đệ thấy sao? Đạo tổ cười nói, xem ra sư huynh cảm thấy trận chiến này, đạo đình ta nhất định sẽ thua. Thượng chủ lắc đầu, đây không phải điều ta quan tâm, điều ta quan tâm là ta phải lựa chọn thế nào mới có thể nhận được nhiều lợi ích nhất. Nói xong, ông ta nhìn về phía chân trời. Ta sẽ không giúp Diệp Huyên đánh đệ, dù hắn đáng kết giao, nhưng ta không muốn dính vào vòng xoáy này, dù sao hắn cũng là người có nguyên nhân tai ách, vẫn nên tránh xa thì tốt hơn. Mà ta cũng sẽ không giúp đệ đánh hắn, đệ là một tên vong ân bội nghĩa, giúp đệ còn không bằng giúp hắn, dù sao Diệp Huyên cũng trọng tình trọng nghĩa hơn đệ. Nói đến đây, ông ta cười nói với đạo tổ, ta sẽ im lặng theo dõi tình hình. Đạo tổ cười hỏi, nếu ta thắng thì sao? Thượng chủ chớp mắt, đệ thắng đệ có thể thu thập đủ đạo kinh sao? Sư đệ, đệ đừng quên ta cũng có một quyển đạo kinh, đệ thắng, đệ muốn thu thập đủ đạo kinh thì vẫn phải xin ta. Đạo tổ nhìn thượng chủ, không nói gì. Thượng chủ cười, nể mặt sư phụ đã chết, ta thật lòng khuyên đệ, sai không đáng sợ, sai lại sai thêm mới đáng sợ. Mộ Niệm Niệm đã sống lại, Diệp Huyên không còn quá thù hận đạo đình nữa. Đệ chịu cúi mình. Làm thân với vũ trụ ngũ duy, ta tin có lẽ vấn đề sẽ không nghiêm trọng nữa. Dù sao Mộ Niệm Niệm cũng đã sống lại, đối với Diệp Huyên, chỉ cần Mộ Niệm Niệm chưa chết, chuyện gì cũng có thể giải quyết. Còn về đạo kinh, của đệ thì sẽ là của đệ, không phải của đệ thì không cần cưỡng cầu. Đạo tổ nhìn thượng chủ, sư huynh,
huynh biết trước đây vì sao huynh lại thua dưới tay ta không? Không đợi thượng chủ trả lời, đạo tổ đã nói, vì ta tranh giành với mọi thứ, nếu đã đi trên đại đạo này thì nhất định phải tranh giành. Huynh nhìn cho kỳ, lần này, ta nhất định phải tranh giành với Diệp Huyên. Nói xong, ông ta xoay người biến mất ở cuối chân trời. Trên đỉnh núi, thượng chủ im lặng một lát rồi lắc đầu cười. Tranh giành cái mẹ nhà ngươi, đồ ngu xuẩn. Vũ trụ ngũ duy. Diệp Huyên trở lại vũ trụ ngũ duy, mà lúc này, tâm trạng của hắn vô cùng nặng nề. Chân võ thần quân đã đạt tới thành đạo cảnh. Đây thật sự là tai họa liên tiếp ập tới vũ trụ ngũ duy. Hắn cũng rất buồn bực, sao người này lại đạt đến thành đạo cảnh chứ? Chẳng lẽ trận chiến của mình và Bạch Bào đã gợi ý cho ông ta? Nghĩ đến đây, Diệp Huyên không khỏi lắc đầu thở dài. Chuyến đi đến đạo đình lần này lỗ nặng rồi. Trong điện, Diệp Huyên vừa đi vào kiếm điện đã gặp được Quan Âm. Bên cạnh Quan Âm còn có một người áo đen, chính là Lý Tả. Thấy Lý Tả, Diệp Huyên ngây người, sau đó vội vàng nói, Lý Tả tiền bối trở về nhanh thế sao? Lý Tả trầm giọng nói, hai người ta gọi đều là ngự đạo cảnh đỉnh cao, nhưng một lần bọn họ ra tay cần 30.000 tạo hóa thần tinh, có vấn đề gì không? Diệp Huyên cười đáp, không thành vấn đề. Thứ hắn không thiếu nhất bây giờ chính là tạo hóa thần tinh. Lý Tả gật đầu, không có vấn đề thì tốt, bọn họ sẽ ở trong bóng tối, chỉ cần ngươi cần, bọn họ có thể ra tay bất cứ lúc nào. Đương nhiên nếu vũ trụ ngũ duy không có khả năng thắng thì bọn họ sẽ lựa chọn rời đi chứ không liều mạng. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu. Dù sao người ta cũng đến để kiếm tiền, không phải đến để liều mạng. Đương nhiên hắn chỉ cần đối phương giữ chân mấy cao thủ nòng cốt của đạo đình giúp hắn là được rồi. Lý Tả gật đầu, không nói gì nữa mà lặng lẽ rời đi. Diệp Huyên nhìn về phía Quan Âm cười nói, A La, A Tử, An Lan Tú và Văn Tú đã xuất quan rồi. Diệp Huyên đang định đáp lời thì một cô gái bước vào. Người đó chính là Trương Văn Tú. Thấy Trương Văn Tú, Quan Âm cười một tiếng, lùi về phía sau một chút. Nàng ta cũng biết quan hệ giữa Diệp Huyên và Trương Văn Tú không bình thường. Diệp Huyên quan sát Trương Văn Tú, cười nói chúc mừng. Lúc này, Trương Văn Tú đã đạt tới chứng đạo cảnh. Trương Văn Tú đi tới trước mặt Diệp Huyên, nàng ta quan sát Diệp Huyên, luận bàn một chút không? Diệp Huyên cười nói, cô rất muốn đánh thắng ta à? Trương Văn Tú liếc Diệp Huyên, nàng ta ngồi xuống một bên, lạnh nhạt nói, xem ra có lẽ ta không đánh lại ngươi. Diệp Huyên ngồi xuống bên cạnh Trương Văn Tú, thư viện sao rồi? Trương Văn Tú cười đáp, ngày càng phát triển, quy mô của thư viện bây giờ lớn hơn trước đây không chỉ gấp mấy lần. Mỗi ngày phụ tử chỉ lo dạy học, nàng rất thoải mái. Diệp Huyên nhìn Trương Văn Tú, cô thì sao? Sau này có dự định gì? Trương Văn Tú nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên chớp mắt, ta nói sai gì à? Trương Văn Tú không nói gì mà đứng dậy rời đi. Diệp Huyên vội vàng kéo tay Trương Văn Tú, nàng ta giãy ra, nhưng Diệp Huyên thật sự quá mạnh, nàng ta không thể thoát ra được. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, sao thế? Nét mặt Trương Văn Tú không chút cảm xúc, nàng ta không nói một lời. Diệp Huyên sờ tay Trương Văn Tú, nhẹ giọng nói, ta biết mấy ngày này ta không quan tâm đến cô, Diệp Huyên ta cũng không phải loại người bạc tình bạc nghĩ. Nhưng cô cũng biết mà, khoảng thời gian này vũ trụ ngũ duy xảy ra quá nhiều chuyện. Trương Văn Tú im lặng. Nàng ta biết từ sau khi Mộ Niệm Niệm đi, Diệp Huyên phải gánh vác quá nhiều. Bây giờ sự an toàn của vũ trụ ngũ duy đều nằm trên vai Diệp Huyên. Diệp Huyên lại nói, nếu ta đoán không lầm, tiếp theo có lẽ đạo đình muốn liều mạng rồi. Trương Văn Tú nhìn Diệp Huyên, người có tính toán gì không? Diệp Huyên cười, có thể có tính toán gì được, đương nhiên là liều mạng với bọn họ rồi. Trương Văn Tú im lặng. Diệp Huyên nắm tay Trương Văn Tú, nhẹ giọng nói, ta không thể hứa hẹn gì với cô, vì có lẽ ngày mai ta sẽ phải chết rồi. Trương Văn Tú lắc đầu, ta không cần ngươi hứa hẹn cái gì. Diệp Huyên cười nói, nếu sống,
chúng ta cùng nhau sống, nếu chết, thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau chết. Những gì thiếu cô kiếp này, kiếp sau ta sẽ trả. Trương Văn Tú lạnh nhạt đáp, nếu ngươi thua, đạo đình sẽ cho ngươi có kiếp sau ư. Diệp Huyên cười ha ha, cũng phải, chắc chắn bọn họ sẽ khiến ta hồn phi phách tán. Trương Văn Tú nhìn Diệp Huyên, trong mắt có cảm xúc phức tạp, người trưởng thành hơn nhiều rồi. Nàng ta còn nhớ Diệp Huyên trước đây, khi đó Diệp Huyên rất cả lơ phất phơ, không nghiêm túc chút nào. Còn Diệp Huyên bây giờ đã là người đứng đầu vũ trụ ngũ duy rồi. Như nghĩ đến điều gì, Trương Văn Tú đột nhiên nắm lấy tay Diệp Huyên, người biết không, khoảng thời gian này ta cứ hơi lo lắng, không phải lo lắng về đạo đình, mà là lo lắng về ngươi, sợ ngươi đi quá nhanh. Diệp Huyên chớp mắt, ta đi quá nhanh. Trương Văn Tú gật đầu, ngươi đi quá nhanh, nhanh đến mức ta cũng có chút không theo kịp bước chân của ngươi rồi. Diệp Huyên im lặng. Trương Văn Tú nhìn Diệp Huyên, chẳng những là ta, các nàng cũng lo lắng điều này. Diệp Huyên cười nói, ta không thể không đi nhanh. Trương Văn Tú gật đầu, ta biết. Diệp Huyên đặt một chiếc nhẫn chứa đồ vào tay Trương Văn Tú, trong này có 1 triệu tạo hóa thần tinh và một vài bảo vật cô có thể dùng đến. Trương Văn Tú không từ chối, nàng ta nhận lấy nhẫn chứa đồ, sau đó nói, có chuyện gì, chúng ta sẽ gánh vác cùng ngươi, đừng gánh một mình, hiểu không? Diệp Huyên gật đầu, được. Trương Văn Tú nhìn Diệp Huyên, cho dù chết cũng phải cùng chết. Đương nhiên có thể sống là tốt nhất, dù sao ngươi cũng còn thiếu ta nhiều thế mà. Diệp Huyên nắm chặt lấy tay Trương Văn Tú, cười nói, những gì thiếu cô, kiếp này sẽ trả. Trương Văn Tú đột nhiên ôm lấy Diệp Huyên, nàng ta khép hờ mắt, một lát sau, nàng ta lắc đầu, mùi của nam nhân thật khó ngửi. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Diệp Huyên đứng yên trong điện. Lúc này, một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện. Người đó chính là thượng chủ. Diệp Huyên nhìn về phía thượng chủ, tiền bối chính là thượng chủ kia của đạo chủng chi địa sao? Thượng chủ cười, sao ngươi đoán được? Diệp Huyên đáp, những người có thể khiến ta cảm thấy nguy hiểm, ngoài đạo tổ thì chỉ có một người, chính là thượng chủ. Thượng chủ cười to, sau đó nói, Diệp Huyên, đạo đình không chỉ có một vị thành đạo cảnh. Diệp Huyên cười, ta cũng chỉ đoán thôi, nhưng bây giờ xem ra là ta đoán đúng rồi. Thượng chủ nhìn Diệp Huyên, lần này đến là muốn bàn chuyện hợp tác với ngươi. Diệp Huyên nói, mời tiền bối nói. Thượng chủ cười, người đúng là một người thẳng thắn, ta cũng không vòng vèo làm gì. Ý muốn của ta rất đơn giản, chuyện của ngươi và đạo đình lần này, đạo chủng chi địa của ta sẽ không ra tay. Diệp Huyên đáp, tiền bối tiếp tục đi. Thượng chủ nói tiếp, sau này nếu ngươi có thể thu thập được 8 quyển đạo kinh, ta sẽ đưa cho ngươi quyển đạo kinh của đạo chủng chi địa, để ngươi kêu gọi đại đạo chi linh. Nhưng để báo đáp lại, ta muốn được xem qua đạo kinh bản hoàn chỉnh. Có vấn đề gì không? Diệp Huyên cười nói, tiền bối, trước đó ta từng nói chuyện này với La Hầu tiền bối, chúng ta đã bàn xong rồi. Thượng chủ nhìn Diệp Huyên, ta chỉ muốn xác nhận một chút thôi. Diệp Huyên đáp, tiền bối có thể yên tâm, nếu ta thu thập đủ 9 quyển đạo kinh, ta sẵn lòng cho tiền bối xem. Thượng chủ cười, đa tạ. Sau đó, ông ta bèn muốn rời đi. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, tiền bối, chúng ta có thể bàn chuyện hợp tác khác không? Thượng chủ xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, người muốn lôi kéo ta à? Diệp Huyên. Thượng chủ cười, dù ta biết người muốn lôi kéo ta, nhưng ta sẵn lòng nghe ngươi thuyết phục, coi như nể mặt ngươi. Dù sao vẫn phải cho ngươi chút thể diện mà. Diệp Huyên nhìn thượng chủ, tiền bối, ta muốn mượn mấy người của ông. Thượng chủ chớp mắt, ta nói rồi, đạo chủng chi địa ta không nhúng tay vào. Diệp Huyên cười, tiền bối, niệm tỷ đã đạt tới trên thành đạo. Nụ cười trên mặt thượng chủ dần trở nên cứng đờ. Diệp Huyên lại nói, quan hệ giữa ta và niệm tỷ rất tốt. Sau đó, hắn nhìn về phía thượng chủ, tiền bối muốn đánh cược không? Thượng chủ im lặng. Đương nhiên ông ta hiểu ý của Diệp Huyên. Nếu Diệp Huyên thắng, mộ niệm niệm khôi phục trí nhớ, khi đó, ông ta hoàn toàn có thể đến thỉnh giáo mộ niệm niệm. Nếu có thể thỉnh giáo mộ niệm niệm,
vậy đạo kinh bản hoàn chỉnh đó còn cần thiết sao? Và có lý do gì để Mộ Niệm Niệm hướng dẫn ông ta? Rất đơn giản. Diệp Huyên. Nếu Diệp Huyên nói giúp, mọi chuyện sẽ trở nên rất đơn giản. Ai không biết quan hệ của Diệp Huyên và Mộ Niệm Niệm chứ? Một lát sau, Thượng Chủ đột nhiên nói, ta phái ra 6 cao thủ ngự đạo cảnh đỉnh cao, 6 người này do ta âm thầm đào tạo, ngay cả La Hầu cũng không biết sự tồn tại của bọn họ. Thực lực của 6 người họ chỉ đứng sau mấy người La Hầu và Yêu Vương. Nói xong, 6 người áo đen đột nhiên xuất hiện sau lưng ông ta. 6 người đều là ngự đạo cảnh đỉnh cao. Thượng Chủ nhìn Diệp Huyên, bây giờ, 6 người họ sẽ nghe theo lệnh ngươi. Diệp Huyên nói, đa tạ. Thượng Chủ đột nhiên cười nói, ngươi có gì để làm tin không? Diệp Huyên hỏi ngược lại, làm tin bằng cái gì? Thượng Chủ nói, ví dụ như lai lịch thật của ngươi, hoặc là lai lịch của những người đứng sau ngươi. Diệp Huyên lắc đầu, tiền bối, ta có nói ông cũng sẽ không tin đâu. Thượng Chủ cười, ngươi không nói thì làm sao ta tin? Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát rồi nói, thật ra ta là thái tử của vũ trụ cửu duy. Thượng Chủ trợn mắt, cút. Dứt lời, ông ta xoay người biến mất. Diệp Huyên đứng trong điện, lắc đầu. Lai lịch của mình. Thật ra chính hắn cũng không biết. Diệp Huyên nhìn 6 người trước mắt, hắn bấm tay, 6 chiếc nhẫn chứa đổ bay tới trước mặt bọn họ, bên trong mỗi chiếc đều có 100.000 viên tạo hóa thần tinh. 6 người kia nhìn chiếc nhẫn chứa đồ, lúc này, một người áo đen hơi do dự, sau đó nói, Diệp công tử khách sáo quá. Diệp Huyên cười, trận chiến với đạo đình rất quan trọng với vũ trụ ngũ duy, đến lúc đó xin mấy vị ra sức giúp đỡ, nếu Diệp Huyên ta có thể sống sót, ta chắc chắn sẽ có hậu tạ. Người áo đen cầm đầu cất nhẫn chứa đồ đi, chúng ta sẽ cố hết sức. Diệp Huyên gật đầu, đa tạ, mọi người ẩn núp trước đi. Khi nào cần, ta sẽ gọi mọi người ra tay. 6 người gật đầu, sau đó lặng lẽ biến mất. Diệp Huyên đi ra đại điện, hắn ngẩng đầu nhìn lên chỗ sâu trong tinh không, không biết đang nghĩ gì. Lúc này, Niệm Niệm đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, cô bé nắm tay Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, ta vẫn không nhớ được gì cả. Khoảng thời gian này, cô bé vẫn luôn cố nhớ lại chuyện trước kia, nhưng có thế nào cũng không nhớ nổi. Diệp Huyên thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Niệm Niệm, cười nói, không nhớ được thì không cần nhớ. Lần này, ta bảo vệ muội. Niệm Niệm nhìn Diệp Huyên, không nói lời nào. Diệp Huyên lại nói, giống như lần trước muội bảo vệ ta vậy. Niệm Niệm ngước đầu nhìn Diệp Huyên, nếu ngươi không đánh lại thì phải làm sao? Diệp Huyên cười khẽ, vậy ta sẽ chết cùng Niệm Niệm. Lần này muốn sống thì cùng sống. Nếu chết thì mọi người sẽ cùng chết. Cổ thần uyên. Một ông lão lẳng lặng đứng trên đỉnh một kim tự tháp, lão ta ngước nhìn chỗ sâu trong tinh không, ánh mắt mơ màng. Người này chính là Tô Chiết. Từ sau khi gặp cô gái váy trắng, lão ta đã bị đả kích nghiêm trọng. Lão ta đã là trên thành đạo, lão ta vốn cho rằng mình đã đứng trên đỉnh cao võ đạo của thế giới này rồi. Nhưng sự xuất hiện của cô gái váy trắng cho lão ta biết, lão ta chưa hề đi đến đỉnh núi, phải nói là, lão ta còn cách đỉnh núi rất xa. Người phụ nữ kia thật sự mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Sao trên đời lại có người mạnh như thế chứ? Lúc này, một ông lão xuất hiện bên cạnh Tô Chiết. Người này chính là Tô Khắc từng tiếp xúc với Diệp Huyên ở thế giới ngầm. Tô Chiết thu hồi tầm mắt, điều tra thế nào rồi? Tô Khắc trầm giọng nói, đã điều tra rõ, thiếu niên ta gặp ở thế giới ngầm chính là ca ca của cô gái váy trắng kia. Thật ra ông ta cũng không nhận ra cô gái váy trắng, vì lúc cô gái váy trắng đến cổ thần uyên, ông ta cũng không có mặt. Sau khi ông ta trở về cổ thần uyên nghe thấy chuyện của cô gái váy trắng, ông ta cũng rất khiếp sợ, vì ông ta từng gặp Diệp Huyên. Lúc đó, ông ta suýt ra tay với Diệp Huyên, mỗi lần nghĩ đến chuyện này. Ông ta cũng vô cùng khiếp sợ. Cô gái thần bí đó suýt hủy diệt cổ thần uyên bằng một kiếm. Sau cảm giác nghĩ lại mà sợ chính là vui mừng, vì ông ta và Diệp Huyên cũng coi như đã kết thiện duyên. Lúc này, Tô Chiết nói, thiếu niên kia ở vũ trụ ngũ duy à?
Tô Khắc gật đầu, đúng thế. Nhưng hình như tình cảnh của hắn lúc này không tốt lắm. Tô Chiết nhìn về phía Tô Khắc, sao lại thế? Tô Khắc trầm giọng nói, theo ta được biết, đạo đình kia sẽ ra tay với hắn. Tô Chiết ngây người, sau đó nói, đạo đình sẽ ra tay với hắn. Tô Khắc gật đầu, trên người Diệp công tử có 5 quyển đạo kinh, hơn nữa dường như hắn có thù không đội trời chung với đạo đình. Bây giờ đạo tổ của đạo đình đã xuất quan, chuẩn bị ra tay với vũ trụ ngũ duy. Tô Chiết nhẹ giọng nói, thực lực của đạo đình này, chẳng ra làm sao cả, đúng là to gan. Nói xong, lão ta nhìn về phía Tô Khắc, chẳng lẽ bọn họ không biết tiền bối kia mạnh đến mức nào à? Tô Khắc trầm giọng nói, theo điều tra của ta, bọn họ từng điều tra vị tiền bối kia, trước đó tiền bối kia từng giết 2 người, chính là người của đạo đình. Tô Chiết nhíu mày, vậy mà bọn họ còn dám gây chuyện với Diệp công tử. Tô Khắc cười khổ, tiền bối kia giết người đều chỉ dùng một kiếm, vì thế, bọn họ cũng không biết thực lực chân chính của tiền bối kia, có lẽ bọn họ đã đoán sai thực lực của tiền bối kia rồi. Tô Chiết im lặng. Vị tiền bối kia giết người thật sự chỉ dùng một kiếm, nhưng đạo đình không biết nàng giết cao thủ thành đạo cảnh cũng sẽ chỉ dùng một kiếm. Đừng nói là thành đạo cảnh, dù là mình cũng sẽ bị giết với một kiếm. Tô Khắc lại nói, chúng ta cần giúp một tay không? Tô Chiết cười khẽ, đương nhiên phải giúp, tiền bối kia xem trọng Diệp công tử như thế, nếu chúng ta có thể kết thiện duyên với Diệp công tử này, thì chẳng khác nào kết thiện duyên với tiền bối kia cả. Nói đến đây, lão ta im lặng một lát rồi nói tiếp, có lẽ tiền bối kia đang rèn luyện Diệp công tử này, cho nên chúng ta đừng vội nhúng tay vào, đợi Diệp công tử gặp nguy hiểm, chúng ta ra tay cũng không muộn. Tô Khắc gật đầu, được, ta sẽ đến vũ trụ ngũ duy ngay bây giờ. Tô Chiết nói thêm, dẫn thêm vài người theo. Tô Khắc nhìn Tô Chiết, dẫn bao nhiêu người? Tô Chiết suy nghĩ một lát rồi nói, vì đề phòng biến cố, người dẫn theo 10 thành đạo cảnh đi. Nếu có gì xảy ra thì lập tức thông báo với ta. Vũ trụ ngũ duy. Hôm nay, nơi nào đó trong tinh không của vũ trụ ngũ duy đột nhiên nứt ra, sau đó, một người đàn ông trung niên xuất hiện. Đạo tổ. Vào khoảnh khắc đạo tổ xuất hiện ở vũ trụ ngũ duy, tất cả sinh linh ở nơi này đều cảm nhận được một uy lực vô hình. Cao thủ thành đạo cảnh. Ở sau lưng đạo tổ là đám người bạch đế tử. Gần như tất cả cao thủ đạo đình đều có mặt. Đạo tổ chợt nói, bày trận. Ông ta vừa dứt lời, 7 thần quân đột nhiên xuất hiện ở 7 vị trí, một khắc sau, tinh thúc thay đổi vị trí, một đại trận tinh quang bao phủ lấy tinh không. Thất tinh thần trận. Sâu trong tinh không, vô số sức mạnh tinh thần cuồn cuộn không ngừng tập trung về phía trận pháp. Đây là một trận pháp mạnh nhất của đạo đình, có thể mượn dùng muôn vàng sức mạnh tinh thần. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trước mặt đạo tổ. Đạo tổ nhìn Diệp Huyên, không phải ngươi là thiếu tông chủ của bà Sa Tông sao? Bây giờ ngươi có thể gọi cao thủ bà Sa Tông đến cứu mình, hoặc là gọi cô gái váy trắng đứng sau mình ra cũng được. Diệp Huyên gật đầu, được. Dứt lời, hắn lấy hồ lô càn khôn ra, hồ lô đại tiên, gọi vài người đến đây đi. Không một tiếng đáp lại. Diệp Huyên trầm giọng nói, hồ lô đại tiên, ngươi đừng có mà giả chết, gọi người đến giúp đi. Lúc này, hồ lô đại tiên lên tiếng, tiểu tử, ta có thể gọi người, thật sự có thể, nhưng nếu người ta gọi biết ngươi có nhiều đạo kinh thế, khà khà. Diệp Huyên vứt hồ lô đại tiên vào trong tháp giới ngục. Như nhớ ra điều gì, Diệp Huyên mở hai tay ra, huyết dịch bắt đầu sôi trào trong người hắn. Huyết mạch chi lực. Thấy thế, nét mặt của đạo tổ hơi thay đổi. Từ trước đến giờ, huyết mạch của Diệp Huyên vẫn luôn là một điều bí ẩn. Rốt cuộc tên này là con của ai? Lúc này, Diệp Huyên chợt ngẩng đầu hét to, gọi tổ tông. Gọi tổ tông. Mọi người. Nét mặt mấy cao thủ của đạo đình rất kỳ lạ. Người này muốn gọi tổ tông. Nét mặt đạo tổ dần trở nên nặng nề. Ông ta cũng không dám xem thường huyết mạch của Diệp Huyên. Diệp Huyên vừa dứt lời, huyết mang phóng lên cao từ trong người hắn, trong nháy mắt, tinh không biến thành một màu đỏ như máu, cực kỳ đáng sợ. Thấy thế,
nét mặt của những cao thủ đạo đình kia cũng trở nên nặng nề. Khung cảnh này trông có hơi đáng sợ. Lúc Diệp Huyên hô lên gọi tổ tông, một người đàn ông áo xanh ở trong tinh không xa xôi đột nhiên dừng lại, y quay đầu, cau mày, hắn đang làm gì thế? Cô gái cầm trường thương bên cạnh người đàn ông áo xanh hỏi, sao vậy? Nét mặt người đàn ông áo xanh hơi kỳ lạ, hắn đang gọi tổ tông. Cô gái. Người đàn ông áo xanh lắc đầu, gọi tổ tông mà gọi đến cả ông đây. Hắn thật muốn lật trời rồi. Cô gái nói, có khi nào gặp phải chuyện phiền phức gì không? Người đàn ông áo xanh dắt tay cô gái đi về phía xa, mặc kệ hắn. Cô gái định cất lời thì người đàn ông áo xanh lại dừng bước, y quay đầu, cau mày, trong mắt lóe lên sát khí. Cô gái thắc mắc, sao thế? Người đàn ông áo xanh đáp, Niệm Tuyết gặp phiền phức rồi. Cô gái định cất lời thì người đàn ông áo xanh lại nói, nàng đợi ta, ta đi một lát sẽ quay lại. Nói xong, y lập tức biến mất. Cô gái. Cô bé trên đầu có sừng ở bên cạnh chợt lên tiếng, nữ nhi là ruột thịt, còn nhi tử chắc chắn là nhặt được. Vũ trụ ngũ duy, Diệp Huyên nhìn lên tinh không, không có chút phản ứng nào. Diệp Huyên cau mày, hắn thử lại một lần nữa, nhưng vẫn không có ai đáp lại. Diệp Huyên xa sầm mặt. Chết tiệt. Mình không gọi được tổ tông. Mất mặt quá. Lúc này, đạo tổ chợt nói, Diệp Huyên, ta cho ngươi một con đường sống, ngươi có đi không? Diệp Huyên nhìn về phía đạo tổ, đã đến lúc này rồi mà ông còn muốn nói mấy lời nhảm nhí này với ta à, ông bị ngu sao? Đạo tổ định đáp trả thì Diệp Huyên chợt gọi, Na Già Lâu. Hắn vừa dứt lời, một bóng đen bay ra từ trong người Diệp Huyên, một khắc sau, một con cự long khổng lồ dài đến mấy vạn trượng xuất hiện trong tinh không. Na Già Lâu. Lúc này, Na Già Lâu đã tu luyện thành đạo thể. Khi nhìn thấy Na Già Lâu, đạo tổ lập tức thay đổi sắc mặt. Ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, Na Già Long tộc ngươi. Diệp Huyên nhìn về phía Na Già Lâu, giữ chân ông ta cho ta. Na Già Lâu trên không trung bay thẳng về phía đạo tổ. Cô bé di chuyển khiến tinh không rung động như sắp vỡ tan, cực kỳ đáng sợ. Thấy cảnh này, sắc mặt của những cao thủ đạo đình xung quanh lập tức thay đổi. Uy thế này không hề thua kém đạo tổ chút nào. Trong mắt đạo tổ lóe lên sát khí, ông ta giẫm nhẹ chân phải bay lên cao, đứng trên không trung đánh tới một quyền. Cú đấm này khiến tinh không lập tức trở nên hư ảo. Ầm. Tinh không rung động dữ dội, sau đó, Na Già Lâu lập tức bị đánh lui, nhưng thân thể của cô bé mạnh đến mức có thể đỡ được tất cả lực lượng dưới cú đấm của đạo tổ. Sau khi đánh lui Na Già Lâu, đạo tổ quay đầu nhìn Bạch Đế Tử ở bên dưới, giết. Không tha cho một người nào cả. Nói xong, ông ta lại xoay người lao về phía Na Già Lâu. Bạch Đế Tử ở bên dưới lên tiếng, mở trận. Ông ta vừa dứt lời, thất tinh thần trận lập tức rung lên, một khắc sau, vô số sức mạnh tinh thần hội tụ thành một lưỡi dao khổng lồ, vào khoảnh khắc lưỡi dao xuất hiện, không gian xung quanh nó lập tức trở nên hư ảo. Bên trong lưỡi dao này ẩn chứa sức mạnh tinh thần vô cùng vô tận. Bạch Đế Tử đột nhiên hét to, chém. Ông ta vừa dứt lời, bảy thần quân lập tức chắp ngón tay chỉ về phía Diệp Huyên. Vụt. Lưỡi dao tinh thần phá không bay ra từ trong trận pháp, không gian nơi nó đi qua đều bị chém nát. Diệp Huyên phải đỡ được chiêu này, vì nếu không đỡ được, nó sẽ tiến vào trong vũ trụ ngũ duy, phá hư căn nguyên của vũ trụ ngũ duy. Nhưng Diệp Huyên lại không hề tránh né, mặc cho lưỡi dao khổng lồ chém lên người mình. Ầm. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, lưỡi dao cứ thế bị Diệp Huyên hấp thu. Hơi thở trên người Diệp Huyên điên cuồng dâng cao. Thấy thế, tất cả cao thủ của đạo đình đều sửng sốt. Bạch Đế Tử nhìn Diệp Huyên với vẻ khó tin, run rẩy nói, ngay cả sức mạnh tinh thần mà ngươi cũng có thể hấp thu ư. Nói xong, ông ta gào lên như nổi điên, Diệp Huyên. Rốt cuộc có thứ gì ngươi không thể hấp thu không hả? Lúc này, Bạch Đế Tử thật sự rất bực bội. Diệp Huyên có thể hấp thu kiếm khí, có thể hấp thu khí vận đục, còn có thể hấp thu tử khí.
mà bây giờ, ngay cả sức mạnh tinh thần hắn cũng có thể hấp thu. Người này là hố đen sao? Cái gì cũng có thể hút. Diệp Huyên ở bên dưới tham lam hít sâu một hơi, trên mặt lộ vẻ say mê. Sau khi hấp thu sức mạnh tinh thần, hắn cảm thấy tu vi của mình đã phát triển không ít. Thật sự quá bổ dưỡng. Diệp Huyên nhìn về phía Bạch Đế Tử, hắn chắp tay, cười nói, đa tạ. Nghe vậy, nét mặt Bạch Đế Tử vặn vẹo, câu nói của Diệp Huyên như đâm vào tim người khác vậy. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn Na Già Lâu và Đạo Tổ, Na Già Lâu đã bị Đạo Tổ áp chế, rõ ràng là thực lực của Na Già Lâu không bằng Đạo Tổ, nhưng với thân thể mạnh mẽ của Na Già Lâu, trong chốc lát, Đạo Tổ không thể làm gì được nàng cả. Diệp Huyên thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Bạch Bào Tiểu Thất. Hắn vừa dứt lời, một tia kiếm quang phá không bay tới từ phía xa. Cách đó không xa, Bạch Bào nhíu mày, ông ta quay đầu, đâm ra một thương. Ầm. Bạch Bào lập tức bị đánh lui mấy chục trượng. Bạch Bào nhìn chằm chằm Tiểu Thất vừa xuất hiện trước mặt mình, không ngờ ngươi lại mạnh hơn rồi. Lần trước ông ta từng giao thủ với Tiểu Thất, lúc đó Tiểu Thất vẫn chưa mạnh như thế. Tiểu Thất không nhiều lời một câu, nàng ta lại nâng kiếm lao về phía Bạch Bào. Bạch Bào giẫm chân phải, lập tức biến mất ngay tại chỗ, trong nháy mắt, tiếng kiếm liên tục vang lên. Bạch Bào bị giữ chân, Diệp Huyên nhìn về phía đám người Bạch Đế Tử, Bạch Đế Tử vừa định lên tiếng thì Diệp Huyên đột nhiên vung tay phải, trong nháy mắt, mấy trăm nghìn thanh kiếm khí xuất hiện xung quanh hắn. Thấy cảnh này, sắc mặt đám người Bạch Đế Tử thay đổi. Diệp Huyên chắp ngón tay, chém. Dứt lời, mấy trăm nghìn thanh kiếm khí phá không bay ra, cực kỳ hoành tráng. Lúc này, một ông lão tóc bạc đột nhiên xuất hiện trước mặt mấy người Bạch Đế Tử, ông lão mở lòng bàn tay ra, một tấm gương vuông màu trắng xuất hiện, một khắc sau, tấm kính kia chợt lóe lên tia sáng trắng chói mắt. Ầm. Những khí vẩn đục kia của Diệp Huyên đều bị tia sáng trắng này ngăn lại, hơn nữa còn từng chút tan biến. Thấy thế, Diệp Huyên cau mày, đây là gương gì mà có thể làm tan biến khí vẩn đục của mình thế? Nhưng tấm gương trắng trong tay ông lão tóc bạc cũng dần trở nên hư ảo. Diệp Huyên không thu hồi khí đục của mình, vì hắn phát hiện tấm gương trong tay ông lão tóc bạc sắp biến mất. Lúc này, ông lão tóc bạc cất tấm gương đi, một khắc sau, lão ta biến thành một tàn ảnh xông về phía Diệp Huyên. Vụt! Thân thể lướt qua không gian. Không gian mấy nghìn trượng xung quanh bị ông lão tóc bạc làm nứt thành hình mạng nhện, trông rất đáng sợ. Mà những khí đục này còn chưa đến gần ông lão tóc bạc đã bị một lực lượng mạnh mẽ đánh văng rồi. Thấy cảnh này, nét mặt Diệp Huyên lập tức trở nên nặng nề. Cao thủ thành đạo cảnh. Không ngờ ông lão tóc bạc này lại là cao thủ thành đạo cảnh. Lúc này, ông lão tóc bạc đã lao tới trước mặt Diệp Huyên, sau đó đánh ra một quyền. Cú đấm này rất đơn giản, nhưng lại chứa đựng lực lượng cuồng bạo vô cùng bá đạo, lực lượng cuồng bạo này như muốn phá hủy toàn bộ vũ trụ ngũ duy vậy, cực kỳ đáng sợ. Vào khoảnh khắc ông lão tóc bạc ra quyền, một ít khí vẩn đục quanh người Diệp Huyên lập tức tan biến, chẳng những thế, ngay cả không gian xung quanh hắn cũng vỡ tan. Uy lực của cú đấm đủ để hủy thiên diệt địa. Diệp Huyên không tránh né, hắn không thể tránh được cú đấm này, chỉ có thể đỡ nó mà thôi. Diệp Huyên tiến lên một bước, rút kiếm chém ra. Đạo kiếm. Một kiếm chém ra, kiếm quang như thác. Ầm. Kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyên lập tức lùi lại mấy trăm trượng, hắn vừa mới dừng lại, không gian sau lưng hắn đã biến thành hư vô. Diệp Huyên nhìn ông lão tóc bạc ở phía xa với nét mặt nặng nề. Thực lực của ông lão này mạnh hơn Bạch Bào và Chân Võ rất nhiều. Ông lão tóc bạc nhìn Diệp Huyên, sau đó quay đầu nhìn về phía Bạch Đế Tử, Bạch Đế Tử hiểu ý, ông ta nhìn xuống vũ trụ ngũ duy bên dưới, giết. Dứt lời, những cao thủ đạo đình sau lưng ông ta đều lao xuống vũ trụ ngũ duy. Lần này, bọn họ không chỉ muốn giết Diệp Huyên mà còn muốn tiêu diệt toàn bộ vũ trụ ngũ duy nữa. Vũ trụ ngũ duy không bị tiêu diệt, Mộ Niệm Niệm cũng sẽ không chết, vì thế bọn họ nhất định phải tiêu diệt toàn bộ vũ trụ ngũ duy, chặn trước tai họa về sau. Lúc này, bên dưới đột nhiên vang lên tiếng kiếm reo, một khắc sau,
mấy trăm tia kiếm quang xông lên từ bên dưới. Kiếm tông. Hơn 300 vị kiếm tu xông vào trong tinh không. Dù cảnh giới của cao thủ đạo đình cao hơn kiếm tu của kiếm tông, nhưng trong mắt những kiếm tu này không hề có vẻ sợ hãi. Chiến. Trong mắt tất cả kiếm tu chỉ có chiến ý. Lục sư tỷ dẫn đầu tay cầm trường kiếm nhắm thẳng vào những cao thủ đạo đình kia, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Giết. Dứt lời, nàng ta biến thành một tia kiếm quang lao ra ngoài. Mấy trăm kiếm tu đồng thời ra tay, trong nháy mắt, kiếm khí tung hoành toàn bộ tinh không, khí thế khiến người ta khiếp sợ. Nét mặt Bạch Đế Tử không chút cảm xúc, tự tìm đường chết. Những kiếm tu này có chiến lực không tầm thường, nhưng cảnh giới thật sự còn thua xa cao thủ của đạo đình. Phải biết rằng cao thủ của đạo đình thấp nhất cũng là chứng đạo cảnh, hơn nữa đa số đều là ngự đạo cảnh, quan trọng nhất là những người này đều từng ở vực thiên giới, kinh nghiệm chiến đấu khá phong phú. Nếu những kiếm tu này đều là chứng đạo cảnh, có lẽ vẫn có thể đánh một trận, nhưng tiếc là đa số những kiếm tu này đều là độn nhất cảnh. Lúc này, sáu cao thủ thần bí đột nhiên xông về phía đám người Bạch Đế Tử, chính là sáu người thượng chủ phái đến cho Diệp Huyên, ngoài ra còn có ba người của Lý Tả, ba người này đều là ngự đạo cảnh đỉnh cao. Chín cao thủ ngự đạo cảnh siêu cấp. Nhìn thấy chín người này, nét mặt Bạch Đế Tử hơi thay đổi, nhưng chín người này cũng không thể thay đổi tình hình cuộc chiến được. Nhưng Diệp Huyên ở cách đó không xa đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một khắc sau, 10 bóng đen bay ra từ trong lòng bàn tay hắn, sau đó, 12 na già long hồn khổng lồ xuất hiện trong tinh không. 12 na già long hồn vừa xuất hiện, sắc mặt Bạch Đế Tử lập tức thay đổi. Không chỉ có Bạch Đế Tử, mà ông lão tóc bạc đối diện Diệp Huyên cũng nhíu mày. 12 con na già long hồn này cao đến mấy nghìn trượng, trên người tản ra long uy cực kỳ mạnh mẽ, dù chỉ là long hồn, nhưng hơi thở trên người lại cực kỳ mạnh mẽ, chỉ đứng sau hai thành đạo cảnh và na già lâu. Ông lão tóc bạc nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi và na già long tộc có quan hệ thế nào? Diệp Huyên nhìn ông lão tóc bạc, ông đoán xem. Ông lão không nói gì. Diệp Huyên này ngày càng thần bí hơn rồi. Lúc này, 12 na già long hồn lập tức lao về phía mấy cao thủ đạo đình bên dưới. 12 na già long hồn đồng thời lao xuống, tựa như muốn nghiền nát tinh không, khiến tinh không rung động như muốn sụp đổ, vô cùng đáng sợ. Diệp Huyên cũng hơi hoảng hốt, vì hắn không ngờ na già long hồn lại mạnh đến thế. 12 na già long hồn đủ để ngăn cản mấy chục cao thủ ngự đạo cảnh. Cùng lúc đó, mấy người An Lan Tú cũng xuất hiện. An Lan Tú, A La, A Tử, Tư Đồ, Trương Văn Tú, Liên Vạn Lý đều đã đạt đến chứng đạo cảnh, dù chỉ là chứng đạo, nhưng các nàng đều có thể chống lại cao thủ ngự đạo cảnh. Thấy bọn họ, Bạch Đế Tử lập tức xa sầm mặt. Thực lực tổng thể của vũ trụ ngũ duy vẫn không bằng đạo đình, nhưng cũng không yếu như đạo đình nghĩ. Vũ trụ ngũ duy bây giờ hoàn toàn có thể đấu một trận với đạo đình. Như nghĩ đến điều gì, Bạch Đế Tử đột nhiên quay đầu nhìn ông lão tóc bạc, lão di, chém chết Diệp Huyên trước đi. Ông lão tóc bạc nhìn Diệp Huyên, lão ta chậm rãi siết chặt tay phải, lúc này, không gian xung quanh lão ta trở nên hư ảo. Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại, dần dần, một luồng sát khí kinh khủng dâng trào từ trong người hắn. Lúc này, ông lão tóc bạc đột nhiên biến mất, Diệp Huyên ở phía xa chợt mở hai mắt ra, trong mắt hắn là một màu đỏ như máu. Diệp Huyên gào thét, giết. Dứt lời, hắn chém tới một kiếm. Chiêu kiếm này không chỉ là đạo kiếm, mà còn chứa đựng cả sát khí. Kiếm chém xuống, kiếm quang màu máu xuất hiện trước mặt hắn, trong nháy mắt, Diệp Huyên lùi xa mấy trăm trượng, hắn vừa dừng lại, ông lão tóc bạc đã xuất hiện ngay trước mặt. Sau đó đánh một quyền về phía bụng hắn. Cú đấm như muốn hủy thiên diệt địa. Lúc này, Diệp Huyên không hề tránh né, mặc cho cú đấm đánh lên ngực mình. Ầm. Diệp Huyên lập tức bị bay ngược ra ngoài, nhưng vào lúc hắn bay ra ngoài, một thanh kiếm lại cắm lên vai trái của ông lão tóc bạc. Kiếm chấn hồn. Ầm. Một lực lượng linh hồn mạnh mẽ lập tức bao phủ lấy ông lão tóc bạc, lão ta thay đổi sắc mặt. Phản ứng rất nhanh, dùng tay phải rút kiếm chấn hồn ra, cùng lúc đó, lão ta cũng lùi lại mấy trăm trượng.
Sau khi dừng lại, thân thể ông lão tóc bạc trở nên hư ảo, cực kỳ bất thường, nhưng dần dần, linh hồn của lão ta lại bình thường trở lại. Dù sao lão ta cũng là cao thủ thành đạo cảnh, không thể bị kiếm chấn hồn đánh tan linh hồn chỉ với một kiếm được. Sau khi linh hồn khôi phục, ông lão tóc bạc ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyên, trong mắt lộ vẻ nặng nề, trong khoảnh khắc khi nãy, lão ta suýt dính bẫy của Diệp Huyên. Nếu không vì lão ta phản ứng nhanh, có lẽ linh hồn của lão ta đã bị thương nặng rồi. Ngoài ra lão ta còn phát hiện một điều, đó là thân thể của Diệp Huyên. Diệp Huyên đỡ một quyền của lão ta, nhưng hắn vẫn có thể đứng vững. Ông lão tóc bạc nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không ngờ ngươi lại mạnh đến mức này. Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại, thầm nói đáng tiếc, chiêu kiếm khi nãy suýt đã đả thương linh hồn của ông già này rồi. Hắn đánh giá thấp cao thủ thành đạo cảnh quá. Diệp Huyên mở mắt nhìn xung quanh, lúc này cao thủ vũ trụ ngũ duy và cao thủ của đạo đình đã chiến đấu đến mức dầu sôi lửa bỏng, vì có 12 na già long hồn kia, nên tình thế của vũ trụ ngũ duy cũng không đến mức quá tệ. Có điều tình thế vẫn không được tốt lắm, vì na già lâu không đánh lại đạo tổ kia. Lúc này na già lâu đã hoàn toàn bị áp đảo. Nếu không vì thân thể của nàng thật sự quá mạnh thì có lẽ nàng đã bị chém chết rồi. Lúc này, đạo tổ đột nhiên vung một quyền đánh lui na già lâu, ông ta cũng không thừa thắng xông lên mà nhìn xuống Diệp Huyên bên dưới, gằn giọng nói, Diệp Huyên, hôm nay ngươi và mộ niệm niệm kia nhất định phải chết, không ai bảo vệ được hai người đâu. Dứt lời, ông ta mở lòng bàn tay ra, hét to, đại đạo quy nguyên. Dứt lời. Tinh quang của cả tinh không lập tức bị chôn vùi. Mà bên kia, ông lão tóc bạc chậm rãi siết chặt tay phải, một lực đấm mạnh mẽ khóa Diệp Huyên lại, phải nói rằng toàn bộ tinh không đều bị bao phủ bởi lực đấm này. Quyền đảo. Rất rõ ràng là hai người muốn liên thủ giết chết Diệp Huyên trước. Chỉ cần giết chết Diệp Huyên, toàn bộ vũ trụ ngũ duy sẽ lập tức sụp đổ. Hai thành đạo cảnh liên thủ là chuyện đáng sợ đến mức nào? Lúc này, đạo tổ trong tinh không chợt đánh xuống một chưởng. Một chưởng ấn đè xuống từ trên tinh không. Ầm, tinh không run rẩy dữ dội như động đất. Ông lão tóc bạc ở đối diện Diệp Huyên đột nhiên tiến lên một bước, đánh tới một quyền. Ầm, một quyền ấn hủy thiên diệt địa bay thẳng về phía Diệp Huyên, tinh không nơi quyền ấn đi qua đều trở nên hư ảo. Trong tinh không, đứng trước hai lực lượng đó, Diệp Huyên tựa như một trang giấy mỏng trong biển cả, vô cùng mỏng manh. Lúc này, nét mặt Diệp Huyên bình tĩnh lạ thường. Có thể đánh thắng sao? Chắc chắn là không. Bây giờ Diệp Huyên hắn nhiều nhất chỉ có thể đánh với một thành đạo cảnh, hai thành đạo cảnh liên thủ chắc chắn hắn không thể chống lại được, dù sao bây giờ hắn cũng chỉ mới là chứng đạo cảnh thôi. Dù có đạo thể cũng không chống lại được hai thành đạo cảnh. Nhưng hắn không thể rút lui. Diệp Huyên hắn cũng không phải kiểu người cố chấp, nếu là trước đây, không đánh lại, hắn sẽ chọn chạy trốn. Nhưng lúc này, hắn không còn đường lui nữa. Vì sau lưng hắn chính là vũ trụ ngũ duy. Sau lưng chính là người thân bạn bè của hắn. Sau lưng chính là niệm niệm. Nếu hắn rút lui, tất cả mọi người đều phải chết. Nếu không thể rút lui, thì chỉ có thể chiến đấu mà thôi. Không đánh lại cũng phải đánh. Nghĩ đến đây, huyết dịch trong người Diệp Huyên bất chợt sôi trào, dần dần, huyết mạch chi lực mạnh mẽ dâng lên từ trong người hắn. Sát khí vào huyết mạch chi lực. Kiếm Thiên Chu trong tay Diệp Huyên cũng biến thành kiếm linh, Diệp Huyên tiến về phía trước, chém tới một kiếm. Đạo kiếm. Đạo kiếm có sát khí vào huyết mạch chi lực gia trì. Uy lực của một kiếm chấn động cả tinh không. Diệp Huyên vừa chém ra, một kiếm quang màu máu đã nổ tung trước mặt hắn, trong nháy mắt, Diệp Huyên đã lùi lại cả nghìn trượng. Tuy hắn có lực lượng mạnh mẽ, nhưng vẫn không thể chống lại sức mạnh của hai cao thủ thành đạo cảnh. Trên không trung, đạo tổ đang muốn ra tay một lần nữa, lúc này, na già lâu lại lao về phía ông ta. Trong mắt đạo tổ lóe lên sát khí. Ông ta đấm một phát tới. Oanh! Na già lâu bị cú đấm này đánh bay, mà rất nhiều nơi trên người cô bé cũng dần nứt ra. Sau khi đánh bay na già lâu,
Đạo tổ cúi đầu nhìn xuống Diệp Huyên bên dưới, lúc này, Diệp Huyên từ từ đứng lên, tuy khi nãy không thể chống lại, nhưng thân thể mạnh mẽ của hắn vẫn chịu đựng được. Dù có bị thương, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Đạo tổ nhìn xuống Diệp Huyên bằng ánh mắt lạnh như băng, đồ tép siêu không biết tự lượng sức. Dứt lời, ông ta đánh tới một trường, không gian trước mặt Diệp Huyên lập tức nứt ra. Diệp Huyên nhảy lên, cầm kiếm bằng hai tay chém về phía trước. Ầm. Một kiếm chém ra, không gian trước mặt hắn lập tức bị chém thành hư vô. Lúc này, đạo tổ đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, ông ta chỉ về phía Diệp Huyên, ngón tay dừng lại trên mũi kiếm của hắn. Oanh. Diệp Huyên lập tức té bay ra ngoài, nhưng lúc này, cả cánh tay của đạo tổ cũng nứt ra. Thấy cảnh này, đạo tổ khẽ nhíu mày, ông ta nhìn kiếm trong tay Diệp Huyên, trong mắt lộ vẻ nặng nề. Không ngờ thanh kiếm này lại có thể đả thương ông ta. Diệp Huyên vừa mới dừng lại, ông lão tóc bạc kia đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, lão ta đánh một quyền lên đầu Diệp Huyên, nếu đánh trúng, dù Diệp Huyên có đạo thể, e rằng cũng sẽ bị thương nặng. Dù là ông lão tóc bạc hay đạo tổ đều không hề nương tay một chút nào. Mục đích của bọn họ là giết chết Diệp Huyên. Phản ứng của Diệp Huyên rất nhanh, vào khoảnh khắc ông lão đánh tới, hắn đột nhiên xoay người, nâng kiếm lên đỡ. Oanh! Diệp Huyên lập tức lùi xa mấy nghìn trượng. Hắn còn chưa dừng lại, đạo tổ đã xuất hiện trước mặt hắn một lần nữa. Diệp Huyên híp mắt, vung kiếm chém ra. Ầm! Một vùng kiếm quang màu máu nổ tung, Diệp Huyên lại bay ra ngoài một lần nữa. Vào lúc hắn vừa mới bay ra ngoài, đạo tổ đột nhiên nhào tới, đánh một quyền lên mặt Diệp Huyên, dù chỉ là một quyền đơn giản, nhưng nó vẫn mạnh hơn một vài thần kỹ. Cao thủ đến cấp bậc của đạo tổ, chỉ một cú đấm cũng ẩn chứa đại đạo của riêng mình, không phải võ kỹ thần thông có thể sánh bằng. Thấy cú đấm đang lao tới, Diệp Huyên không hề né tránh, mặc cho đạo tổ đánh lên người mình, nhưng lúc này kiếm của hắn cũng chém lên đầu đạo tổ. Ầm. Kiếm quang vỡ vụng, Diệp Huyên lại bay ra ngoài một lần nữa, lần này, hắn bay xa khoảng nghìn trượng. Còn đạo tổ thì lại đỡ được kiếm của Diệp Huyên. Vì không biết quanh người ông ta đã xuất hiện một vầng sáng vàng từ bao giờ, khi nãy là vầng sáng vàng này đỡ lấy một kiếm của Diệp Huyên. Đạo tổ lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, ngươi cho rằng chỉ mình ngươi có thủ đoạn giữ mạng sao? Ngươi! Lúc này, Diệp Huyên ở phía xa đột nhiên nhảy lên. Sau đó chém thẳng về phía đạo tổ. Vào khoảnh khắc chém xuống, ông lão tóc bạc ở cách đó không xa đột nhiên biến mất, sau đó, một quyền ấn xuất hiện ở sau lưng Diệp Huyên. Nhưng đúng lúc này, một cô gái cũng xuất hiện sau lưng hắn. An Lan Tú. An Lan Tú tay cầm trường thương đâm về phía trước. Ầm. An Lan Tú bị đẩy lui cả nghìn trường, vừa mới dừng lại, khóe miệng nàng đã có máu tươi chảy ra. Nàng không tu luyện đạo thể, hoàn toàn không chịu được lực lượng của cao thủ thành đạo cảnh. Ở phía xa, chiêu kiếm chém về phía đạo tổ của Diệp Huyên cũng bị đạo tổ chặn lại. Dù đạo kiếm của hắn có uy lực mạnh mẽ, nhưng muốn chém chết đạo tổ vẫn là chuyện quá khó khăn. Lúc này, An Lan Tú lùi lại bên cạnh Diệp Huyên, nàng trầm giọng nói, không sao chứ. Dù Diệp Huyên đã kích hoạt huyết mạch chi lực, nhưng không hoàn toàn tiến vào trạng thái điên cuồng. Sau khi hoàn toàn tiến vào trạng thái điên cuồng, thực lực sẽ tăng mạnh, nhưng ở trạng thái đó, hắn sẽ không biết ai là ai cả. Vì thế hắn không dám hoàn toàn phong ma. Diệp Huyên lau đi máu tươi trên khóe miệng, vẫn còn đánh được. An Lan Tú nhìn ông lão tóc bạc, ta ngăn cản lão thay huynh. Nói xong, nàng lại muốn ra tay, mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên giữ tay nàng lại. An Lan Tú nhìn Diệp Huyên lắc đầu, không được. An Lan Tú không có đạo thể, hoàn toàn không chịu được lực lượng của ông lão tóc bạc. Chỉ với một đòn khi nãy đã khiến An Lan Tú bị thương nặng rồi. An Lan Tú định đáp lời thì đạo tổ đột nhiên biến mất, sau đó, một lực lượng mạnh mẽ càn quét về phía Diệp Huyên và An Lan Tú. Mà bên kia, ông lão tóc bạc cũng chợt biến mất. Vụt! Không gian sau lưng Diệp Huyên và An Lan Tú chợt vỡ tan. An Lan Tú xoay người, xông về phía trước, đâm thương tới.
thương tựa như rồng, xuyên qua thiên địa. Lúc này, một quyền ấn đánh thẳng lên trường thương của An Lan Tú. Ầm. Trường thương rung động kịch liệt, An Lan Tú lập tức lùi về sau, trong quá trình đó, cả người nàng chợt trở nên hư ảo, một khắc sau, nàng đánh một quyền về phía trước, cú đấm này tạo thành vô số tàn ảnh, những tàn ảnh này cũng đồng thời đánh ra. Ông lão vốn muốn thừa thắng xông lên chợt dừng lại, đấm tới một phát. Oanh! Tàn ảnh đầy trời thoáng chốc tan thành mây khói, mà lúc này, một chuôi trường thương phá không bay tới. Ông lão tóc bạc khẽ nhíu mày, đấm tới phát nữa, trong cú đấm ẩn chứa lực đấm bá đạo vô song. Ầm! Trường thương thoáng chốc vỡ nát, An Lan Tú đang cầm trường thương cũng lùi lại cả nghìn trượng. Ông lão tóc bạc đang muốn ra tay một lần nữa thì Na Già Lâu đột nhiên xuất hiện trước mặt An Lan Tú, cô bé nhìn An Lan Tú cùng tấn công. Dứt lời, cô bé lao thẳng về phía ông lão tóc bạc. An Lan Tú cũng giẫm chân phải, biến thành một tia sáng trắng lao về phía ông lão tóc bạc. Lúc này, Diệp Huyên cũng bắt đầu giao thủ với đạo tổ. Diệp Huyên vẫn bị áp chế, nhưng không có sự giúp đỡ của ông lão tóc bạc, đạo tổ chỉ có thể áp đảo Diệp Huyên mà thôi. Vì thân thể của Diệp Huyên thật sự quá cứng rắn. Hơn nữa Diệp Huyên còn có bốn loại vực, dưới sự hỗ trợ của bốn loại vực và huyết mạch chi lực, dù hắn bị áp chế, nhưng vẫn có thể giao đấu với đạo tổ. Bên kia, thượng chủ vẫn luôn chú ý chiến trường ở nơi này. Bên cạnh thượng chủ là mấy người Si Yêu Yêu và La Hầu. La Hầu nhìn Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, người này thật là kỳ tài ngút trời. Không ngờ có thể dùng thực lực chứng đạo cảnh chống lại đạo tổ lâu như vậy. Si Yêu Yêu lên tiếng, cái mạnh ở đây là thân thể của hắn, nếu không vì thân thể của hắn đủ mạnh thì hắn đã chết từ lâu rồi. La Hầu hơi tò mò, thân thể của hắn sao lại mạnh thế? Hỏi xong, ông ta nhìn về phía Si Yêu Yêu. Si Yêu Yêu lắc đầu, đừng nhìn ta cũng không biết. Dứt lời, nàng ta nhìn về phía thượng chủ kiến thức rộng, ngài biết thân thể của hắn là thân thể gì không? Thượng chủ lắc đầu, ta chưa từng gặp thân thể mạnh như thế, ngay cả lực lượng của thành đạo cảnh cũng có thể chống lại. Lúc này, La Hầu cất lời, hai nữ nhân kia không đấu lại di tôn của đạo đình. Si Yêu Yêu nhìn về phía An Lan Tú và Na Già Lâu, tuy hai cô gái có thực lực mạnh mẽ, nhưng vẫn bị di tôn áp đảo. Diệp Huyên cũng không làm gì được. Nếu còn tiếp tục như thế, bên phía Diệp Huyên sớm muộn gì cũng rơi vào thế yếu. Lúc này, A Khổ Vương đột nhiên nói, các người phát hiện ra không, hơi thở Diệp Huyên đang ngày càng mạnh hơn. Mọi người nhìn về phía Diệp Huyên, dù Diệp Huyên bị áp đảo, nhưng hơi thở của hắn đang ngày càng mạnh hơn. Thượng chủ cười nói, thật thú vị, có lẽ tên này sắp có đột phá rồi. Si Yêu Yêu nhẹ giọng hỏi, đạo tổ sẽ cho hắn cơ hội này sao? Thượng chủ lắc đầu, một khi người này đã tới ngự đạo cảnh. Đạo tổ muốn một mình giết hắn gần như là chuyện không thể nào. Đừng nói là giết một mình, dù ông ta và Di Tôn liên thủ, e rằng cũng rất khó giết chết Diệp Huyên. Si Yêu Yêu nói, cho nên bọn họ phải sử dụng lá bài tẩy cuối cùng đúng không? Thượng chủ gật đầu, có lẽ thế. A Khổ Vương chợt nói, thượng chủ, nếu lúc này chúng ta giúp đỡ Diệp Huyên, muốn tiêu diệt đạo đình chẳng phải là chuyện dễ dàng sao? Thượng chủ cười không đáp. Si Yêu Yêu nhẹ giọng nói, nếu có thể dễ dàng tiêu diệt đạo đình như thế thì ông quá khinh thường đạo đình rồi. A Khổ Vương nhíu mày, tại sao, bọn họ vẫn còn lá bài tẩy mạnh hơn à? Si Yêu Yêu nhìn về phía thượng chủ cười, các ngươi sẽ phải khiếp sợ đấy. A Khổ Vương trầm giọng nói, vậy vì sao đạo đình vẫn chưa sử dụng? Si Yêu Yêu tiếp lời, nếu ta đoán không nhầm thì bọn họ muốn giữ lại để đối phó với người đứng sau Diệp Huyên. A Khổ Vương nhìn một vòng xung quanh, người đứng sau Diệp Huyên sẽ xuất hiện chứ? Thượng chủ cười, ai biết được? Lúc này, Diệp Huyên ở cách đó không xa đột nhiên chém lui đạo tổ bằng một kiếm. Mọi người đều nhìn về phía Diệp Huyên cầm kiếm đứng thẳng, quanh người tản ra hơi thở mạnh mẽ. Sắp đột phá rồi. Hắn tham lam hít sâu một hơi, huyết dịch quanh người dao động, hơi thở mạnh mẽ không ngừng xông ra từ trong cơ thể hắn,
khiến tinh không xung quanh sôi trào. Nét mặt của đạo tổ ở đối diện Diệp Huyên không chút cảm xúc, muốn đột phá ư. Ngươi đúng là mơ mộng hão huyền. Dứt lời, thứ gì đó chợt xuất hiện, sắc mặt mấy người vũ trụ ngũ duy lập tức thay đổi. Cả mấy người Si Yêu Yêu cũng tỏ vẻ bất ngờ. Điều khiến mấy người Si Yêu Yêu bất ngờ là vì hai hư ảnh xuất hiện sau lưng Diệp Huyên. Hai hư ảnh này đều là thành đạo cảnh. Lại là hai cao thủ thành đạo cảnh. Đạo đình không phải chỉ có hai thành đạo cảnh, mà là bốn. Lúc nhìn thấy cảnh này, rất nhiều cao thủ của vũ trụ ngũ duy tỏ vẻ tuyệt vọng. Nếu chỉ có hai thành đạo cảnh, vũ trụ ngũ duy còn có thể đánh một trận, nhưng bây giờ có tận bốn, phải đánh thế nào đây? Hoàn toàn không thể đánh lại. Hai cao thủ thành đạo cảnh kia vừa xuất hiện đã lao về phía Diệp Huyên. Rõ ràng là không muốn cho Diệp Huyên chút cơ hội nào. Hành động này cũng bình thường thôi, vì không ai biết nếu Diệp Huyên đạt tới ngự đạo cảnh sẽ như thế nào. Cách tốt nhất chính là chém chết hắn trước khi hắn đột phá. Cách đó không xa, khi thấy hai cao thủ thành đạo cảnh và đạo tổ xông về phía Diệp Huyên, sắc mặt mấy người An Lan Tú lập tức thay đổi, bọn họ lập tức lao về phía Diệp Huyên, nhưng hoàn toàn không kịp. Vì tốc độ của đạo tổ và hai cao thủ thành đạo cảnh thật sự quá nhanh. Mấy người thượng chủ cũng đều theo dõi Diệp Huyên. Nếu người đứng sau Diệp Huyên còn không xuất hiện nữa, Diệp Huyên chắc chắn sẽ đi đời. Lúc này, ba người đang xông về phía Diệp Huyên như phát hiện điều gì, sắc mặt lập tức thay đổi, sau đó vội vàng lùi về sau. Ong! Một tiếng kiếm reo chói tai đột nhiên vang vọng khắp nơi. Thượng chủ híp mắt lại, cái này. Cách đó không xa. Quanh người Diệp Huyên có mười mấy đạo kiếm khí quanh quẩn. Đây không phải kiếm khí của Diệp Huyên. Là kiếm khí Diệp Huyên mang ra từ thế giới ngầm, mà chủ nhân của kiếm khí là ai? Là Tư Đồ Thính Vân. Người mạnh nhất trừ người đàn ông áo xanh ở Kiếm Tông. Dù mười mấy kiếm khí đang trong trạng thái vô chủ, nhưng bọn chúng vẫn rất mạnh. Phía xa, nét mặt ba người đạo tổ vô cùng nặng nề. Đặc biệt là đạo tổ. Ông ta từng gặp kiếm khí mạnh như thế một lần, ở trên người Mộ Niệm Niệm. Mà bây giờ, ông ta lại nhìn thấy. Mà kiếm khí này rõ ràng không phải của Mộ Niệm Niệm. Nói cách khác, sau lưng Diệp Huyên còn có kiếm tu không thua kém gì Mộ Niệm Niệm. Bên kia, Si Yêu Yêu chợt nói, kiếm khí trong vòng xoáy của thế giới ngầm. La Hầu gật đầu. Không ngờ kiếm khí này lại chịu sự điều khiển của hắn, người này thật quá thần bí. Thượng chủ nhìn mấy tia kiếm khí kia, đăm chiêu suy nghĩ. Cách đó không xa, Diệp Huyên khép hờ mắt, lúc này, hắn cảm thấy mình đã đạt tới một điểm giới hạn. Sắp đột phá rồi. Lúc này, đạo tổ đột nhiên nói, kiếm khí này không có chủ nhân. Kiếm khí vô chủ. Nói cách khác. Nếu kiếm khí bị đánh tan thì nó sẽ không còn nữa. Đạo tổ đang muốn ra tay thì Diệp Huyên đột nhiên mở mắt ra, sao ông biết nó không có chủ nhân? Đạo tổ nhìn chằm chằm Diệp Huyên, nếu có chủ, sao ngươi không bảo chủ nhân của nó xuất hiện? Diệp Huyên cười, đạo tổ, có phải ông đề cao mình quá rồi không? Ông xứng để chủ nhân của kiếm khí này ra mặt sau. Nét mặt đạo tổ không chút cảm xúc, Diệp Huyên, đến lúc này rồi. Mồm mép lanh lợi có tác dụng sao? Nếu ngươi có ai đứng sau thì gọi ra đi. Diệp Huyên cười to, đạo tổ, ông đang sợ ư? Đạo tổ nhìn Diệp Huyên, đang định đáp lời thì lúc này, một cao thủ thành đạo cảnh ở bên cạnh chợt cất lời, hắn đang kéo dài thời gian. Kéo dài thời gian. Đạo tổ híp mắt, hơi thở trên người Diệp Huyên lúc này vô cùng mạnh mẽ. Sắp đột phá rồi. Đạo tổ đột nhiên nói, đánh tan những kiếm khí này trước đã. Nói xong, ông ta lao về phía Diệp Huyên. Hai cao thủ thành đạo cảnh khác cũng xông lên. Lúc này, những kiếm khí quanh người Diệp Huyên cũng chém ra. Phụt 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 phụt. Mười mấy tia kiếm khí xẹt qua tinh không, vô cùng đáng sợ. Không thể không nói, mười mấy tia kiếm khí này thật sự rất mạnh. Vì ba người đạo tổ kia đã bị mười mấy tia kiếm khí này áp chế. Dù là bọn họ cũng không dám thẳng tay chống lại những kiếm khí này. Bên kia,
Thượng chủ nhẹ giọng nói, một tia kiếm khí, mấy chục nghìn năm không tan biến mà vẫn mạnh như thế, thật sự mạnh đến mức khó tin. Sắc mặt mấy người La Hầu cũng hơi khó coi. Bọn họ vốn là những người mạnh nhất vũ trụ này, nhưng sau khi nhìn thấy mấy tia kiếm khí, bọn họ chợt phát hiện mình rất yếu. Một tia kiếm khí của người ta chẳng những mấy chục nghìn năm bất diệt mà còn mạnh như thế. Đỉnh cao. Đỉnh cao mà bọn họ thầm nhận định chỉ là một trò cười với một vài người. Đối với Mộ Niệm Niệm là thế, với chủ nhân của kiếm khí này cũng là thế. Sau khi ba người đạo tổ bị những kiếm khí kia giữ chân, Diệp Huyên bắt đầu chuẩn bị đột phá đến ngự đạo cảnh. Hắn phải đạt tới ngự đạo cảnh, một khi đạt tới, thực lực tổng thể của hắn sẽ tăng vượt bậc. Mà lúc này, ba người đạo tổ cũng lòng như lửa đốt. Nếu để Diệp Huyên đạt tới ngự đạo cảnh, dù Diệp Huyên cũng không thể một đánh ba, nhưng hắn sẽ trở thành một biến số không xác định. Ai biết được sau khi đạt tới ngự đạo cảnh hắn sẽ như thế nào? Cách đó không xa, ba người đạo tổ bắt đầu sử dụng toàn lực, mà những kiếm khí đó dù áp chế được ba người họ, nhưng nó cũng dần trở nên hư ảo. Dù sao cũng là kiếm khí vô chủ, có thể bị làm mất dần, có thể bị đánh tan. Bên kia, cao thủ của vũ trụ ngũ duy cũng chiến đấu kịch liệt với cao thủ của đạo đình, vũ trụ ngũ duy hơi rơi vào thế yếu. Nhưng vì có 12 con na già long hồn, nên vũ trụ ngũ duy cũng chỉ là rơi vào thế yếu mà thôi. Vì 12 na già long hồn kia thật sự rất mạnh. Vì đối phó với 12 na già long hồn này, đạo đình phải điều động 26 thần quân, hơn nữa 26 thần quân này còn bị chúng áp đảo. Ngoài ra, ba người Lý Tả cũng cực kỳ mạnh, chỉ ba người đã giữ chân được 11 thần quân. Có thể nói trong khoảng thời gian ngắn, hai bên khó phân thắng bại. Nhưng tình thế cũng ngày càng bất lợi với Diệp Huyên, vì hai tia trong mười mấy tia kiếm khí của Diệp Huyên đã biến mất. Tuy những kiếm khí này rất mạnh, nhưng chúng ta là vật vô chủ, nếu bị ảnh hưởng quá nhiều, nó sẽ hoàn toàn biến mất. Mà bây giờ, ba người đạo tổ vẫn đang không ngừng làm nó tan biến dần. Bên kia, La Hầu nhẹ giọng nói, hắn sắp đột phá rồi. Ông ta vừa dứt lời. Phía xa, trong người Diệp Huyên bộc phát ra một hơi thở mạnh mẽ, tinh không nơi nó đi qua đều rung động dữ dội. Ngự đạo cảnh. Thấy Diệp Huyên đột phá, La Hầu lắc đầu, tên này đột phá như cơm bữa, thật sự khiến người ta thấy mà tức chết. Thượng chủ cười, người ta liều mạng mới được như thế đấy. Si Yêu Yêu đột nhiên nói, đạo đình có lá bài tẩy nào nữa không? Thượng chủ nhìn Si Yêu Yêu, cô muốn giúp sao? Si Yêu Yêu nhẹ giọng đáp, sao lại không giúp chứ? Thượng chủ cười, nếu chúng ta giúp Diệp Huyên, dù đạo đình có lá bài tẩy, chúng ta vẫn có thể tiêu diệt bọn họ. Đương nhiên là phải trả giá một chút mà thôi. Si Yêu Yêu nhìn về phía thượng chủ không giúp là có nỗi băn khoăn khác sao? Thượng chủ nhìn về phía Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, hắn chính là một vòng xoáy. Nếu chúng ta bị cuốn vào quá sâu, sau này sẽ khó mà thoát thân. Si Yêu Yêu im lặng. Nàng ta biết Diệp Huyên đang nói đến nguyên nhân tai ách của Diệp Huyên. Thượng chủ đang kiêng dè cái này. Lúc này, thượng chủ đột nhiên cười nói, quan sát thêm đi. Sau khi Diệp Huyên đột phá, hắn vung tay phải, 10 tia kiếm khí kia chợt bay về trước mặt hắn. Thấy thế, sắc mặt mấy người đạo tổ trở nên càng khó coi hơn. Không phải vì Diệp Huyên đột phá, mà là vì hắn có thể điều khiển 10 tia kiếm khí này. Phải biết rằng 10 tia kiếm khí này vốn không phải của Diệp Huyên. Diệp Huyên tham lam hít sâu một hơi. Ngự đạo cảnh. Sau khi đạt tới ngự đạo cảnh, hắn cảm thấy mọi thứ đều trở nên khác biệt. Thần hồn, thần thức, lực lượng và cả thân thể đều xảy ra thay đổi long trời lở đất. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên đột nhiên nhìn về phía đạo tổ, một khắc sau, hắn xuất hiện ở trước mặt đạo tổ, sau đó, hắn chém xuống một kiếm. Đạo kiếm. Còn có 4 loại vực. Đạo tổ híp mắt lại, ông ta tiến lên một bước, chỉ tay ra. Đá chọi đá. Lúc này, kiếm của Diệp Huyên chém xuống. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, đạo tổ thoáng chốc lùi xa mấy trăm trượng,
ngón trỏ tay phải của ông ta bị kiếm của Diệp Huyên chém nứt, ngoài ra, cánh tay phải của hắn cũng nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Thấy thế, nét mặt tất cả mọi người trở nên nặng nề. Thượng chủ cũng hơi nhíu mày, sau khi đạt tới ngự đạo, thực lực của Diệp Huyên này mạnh đến bất thường. Một kiếm chém đạo tổ bị thương. Lúc này, Sĩ Yêu Yêu cất lời, là thân thể của hắn. Thượng chủ nhìn về phía Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, lực lượng thân thể quá mạnh. Rốt cuộc hắn tu luyện công pháp gì mà lại mạnh như thế? Chiến lực của Diệp Huyên tăng lên nhiều như thế phần lớn là vì thân thể của hắn. Ngự đạo. Diệp Huyên bây giờ chẳng những có thân thể đạt tới ngự đạo mà cả thân thể cũng thế. Đây không chỉ đơn giản là một cộng một. Đạo tổ nhìn chằm chằm Diệp Huyên, trong lòng ông ta vô cùng khiếp sợ. Sau khi đạt tới ngự đạo cảnh, Diệp Huyên này mạnh đến thế ư? Đạo tổ thôi suy nghĩ, ông ta nhìn hai người bên cạnh, đồng loạt ra tay. Nói xong, ông ta xông lên. Hai cao thủ thành đạo cảnh cũng đồng loạt ra tay. Ba cao thủ thành đạo cảnh đồng loạt ra tay. Phía xa, Diệp Huyên tiến lên một bước, chém xuống. Ầm. Chiêu kiếm lập tức chém lùi đạo tổ, nhưng một khắc sau, hai đạo quyền ấn lần lượt đánh lên ngực và đầu Diệp Huyên. Ầm. Diệp Huyên lập tức bay ra ngoài chừng nghìn trượng. Sau khi dừng lại, Diệp Huyên cảm thấy đầu óc choáng váng, mà lúc này, hai cao thủ thành đạo cảnh lại xuất hiện trước mặt hắn một lần nữa, sắc mặt Diệp Huyên hơi thay đổi, vung kiếm chém một phát. Ầm. Kiếm quang nổ tung, Diệp Huyên lại bị đánh bay một lần nữa, mà lúc này, đạo tổ đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, đấm một phát về phía hắn. Ầm. Một quyền đánh ra, tinh không chấn động. Lúc này, Diệp Huyên mở lòng bàn tay, 10 tia kiếm khí của Tư Đồ Thính Vân bay ra. Thấy thế, nét mặt đạo tổ thay đổi, vội vàng lùi về sau. Hai cao thủ thành đạo cảnh khác cũng thế. Kiếm khí của Tư Đồ Thính Vân có thể giết chết bọn họ. Diệp Huyên lau đi máu tươi trên khóe miệng, nét mặt nặng nề. Dù hắn đã đạt tới ngự đạo cảnh, nhưng vẫn không thể lấy một chọi ba. Phải kích hoạt huyết mạch chi lực sao? Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại. Huyết mạch chi lực, hoàn toàn tiến vào trạng thái nổi điên, đây là lá bài tẩy cuối cùng của hắn. Phía xa, đạo tổ nhìn chằm chằm Diệp Huyên, vô cùng khiếp sợ trước thân thể của hắn. Diệp Huyên vừa đỡ một đòn toàn lực của hai cao thủ thành đạo cảnh, nhưng vẫn không bị làm sao. Đây là thân thể gì vậy? Lúc này, một cao thủ thành đạo cảnh ở bên cạnh đạo tổ chợt nói, không thể kéo dài thêm nữa. Nếu còn tiếp tục kéo dài, người của chúng ta và vũ trụ ngũ duy sẽ lưỡng bại câu thương. Hơn nữa e rằng sẽ xuất hiện biến cố. Đạo tổ quay đầu nhìn lại, lúc này, cao thủ của vũ trụ ngũ duy và đạo đình đang chiến đấu bất phân thắng bại. Nếu còn tiếp tục, đúng là hai bên sẽ cùng có hại. Phải biết rằng đạo đình còn có một kẻ thù nữa, đó chính là đạo chủng chi địa. Dù ba người họ đánh thắng được Diệp Huyên, nhưng Diệp Huyên còn có những kiếm khí kia, cộng thêm thân thể mạnh mẽ của hắn, bọn họ không thể giết chết Diệp Huyên trong thời gian ngắn được. Nghĩ đến đây, đạo tổ nhìn về phía Diệp Huyên, đây vốn là món quà cho cô gái váy trắng sau lưng ngươi, nhưng nếu nàng không xuất hiện, ta đành tặng cho ngươi vậy. Nói xong, ông ta mở lòng bàn tay, một khắc sau, trong tầng trời 34 của đạo đình có một tia sáng vàng bay lên cao, sau đó, kim quang xuất hiện trên bầu trời của vũ trụ ngũ duy. Trong nháy mắt, tinh không bắt đầu rung động. Bên trong tia sáng vàng kia là một thần linh chi ấn. Trong thần linh chi ấn có một hư ảnh dần ngưng tụ, một áp lực vô hình bao phủ lấy toàn bộ vũ trụ ngũ duy. Dưới uy thế này, tất cả mọi người đều cảm thấy ngạt thở. Lúc này, cả Diệp Huyên cũng cảm thấy lồng ngực khó chịu, tựa như có một tảng núi lớn đè lên vậy. Nét mặt thượng chủ bên kia cũng trở nên vô cùng nặng nề, đứng đầu 3.000 đại đạo. 3.000 đại đạo đại diện cho 3.000 loại đại đạo khác nhau. Nhưng tất nhiên đại đạo trên đời không dừng lại ở con số 3.000. Số đại đạo này cũng phân ra mạnh yếu. Trong đó đứng đầu về sức mạnh chính là đại đạo mệnh vận. Đạo tổ chưa khống chế được nó, nhưng từng có người làm được, đó chính là người sáng lập ra đạo đình.
Con bài mạnh nhất đạo đình có trong tay không phải là hai cường giả thành đạo cảnh bí mật, mà chính là thần chỉ tri ấn có chứa linh hồn của tổ tiên đạo đình bên trong này. Đạo đình vốn định giữ nước đi cuối cùng này lại cho cô gái váy trắng đứng sau Diệp Huyên, nhưng nàng ta lại không chịu xuất hiện, vì vậy chỉ có thể lấy nó ra trước để tiêu diệt Diệp Huyên. Ở nơi xa, Diệp Huyên chỉ lãnh đạm quan sát hình bóng hư ảo bên trong thần linh tri ấn, nhưng nội tâm lại đang nổi trận lôi đình. Con mẹ nó, lại gọi tổ tiên. Những người khác đình chỉ mọi hoạt động đang diễn ra. Tiếp tục chiến đấu là không cần thiết. Nếu Diệp Huyên không thể gọi ra một cường giả với thực lực tương đương thì trận chiến này sẽ chấm dứt tại đây. Không lâu sau, một người phụ nữ xuất hiện từ thần linh tri ấn. Nàng ta mặc trường bào đen tuyền, mặt mày như họa, tay cầm một chiếc quạt xếp đang, toát ra vẻ hào hùng khí khái. Nàng ta thoáng nhìn bốn phía rồi quay sang đạo tổ, nhưng sau đó như phát hiện ra gì mà nhìn về phía Diệp Huyên. Đạo tổ thấy vật không khỏi biến sắc, chẳng lẽ tổ tiên biết tên này ư? Diệp Huyên cũng ngẩn ngơ không kém, tổ tiên đạo đình mà lại biết hắn. Cô gái trên không trung thốt lên, đạo thể. Diệp Huyên lập tức biến sắc. Mẹ nó, nàng ta không biết hắn là ai, nhưng lại nhận ra hắn có đạo thể. Đối phương bật cười, thú vị. Không ngờ lại có người tu luyện được đạo thể, thật là thú vị. Đạo tổ đứng một bên khom người thi lễ, thưa tổ tiên, đạo thể là gì ạ? Nàng ta liếc nhìn, là ngươi triệu hồi ta. Ông ta vội gật đầu. Cô gái quay lại nhìn Diệp Huyên, gõ gõ quạt xếp vào lòng bàn tay, ngươi cũng là người hộ đạo. Hắn không đáp lời, nhưng đạo tổ lại biến sắc. Trước khi ông ta kịp mở miệng, cô gái lại nói, có thể tu thành đạo thể, thân lại mang nguyên nhân tai ách, thiếu niên, người không đơn giản chút nào. Diệp Huyên vội nói, không dám giấu gì, ta chính là thiếu tông chủ bà Sa Tông. Cô gái chớp mắt, bà Sa Tông, ngươi chắc chứ? Hắn nghiêm mặt, đương nhiên. Cô gái cười, vừa khéo ta có quen biết với tông chủ bà Sa Tông, chờ ta đi hỏi xem. Nói xong, nàng ta quay đầu nhìn sang hướng khác. Đôi môi đỏ khép mở. Diệp Huyên. Một hồi sau, cô gái lại nói, tông chủ bà Sa Tông nói bọn họ không có người như ngươi. Diệp Huyên do dự, bằng không, chúng ta đổi chủ đề đi. Cô gái ngẩn ra trước khi nở nụ cười như trăm hoa đua nở, khiến sao trời thất sắc. Đạo tổ thấp giọng nói, tổ tiên, kẻ này là đại địch của đạo đình ta. Cô gái, ngươi im lặng trước đã. Đạo tổ. Cô gái lại cười nói với Diệp Huyên, không chỉ luyện thành đạo thể mà còn sống được đến ngày này với nguyên nhân tai ách, quan trọng nhất là ngươi sở hữu huyết mạch chi lực mạnh nhất ta từng thấy. Diệp Huyên vội lấy kiếm linh và kiếm trên đỉnh tháp ra, tiền bối nhìn những thứ này xem. Cô gái nhìn thoáng qua hai thanh kiếm, hỏi, ngươi đang uy hiếp ta sao? Hắn lắc đầu, tiền bối. Đạo đình của người không chỉ muốn tiêu diệt ta mà còn muốn diệt cả vũ trụ ngũ duy, hiện nay còn mời cả người đến, rốt cuộc là ai uy hiếp ai? Nàng ta quay sang đạo tổ, người muốn xóa sổ vũ trụ này. Sắc mặt ông ta trở nên xấu xí. Cô gái khẽ cười, thân là người bảo vệ đại đạo, trách nhiệm của ngươi không phải là duy trì sự cân bằng và hòa bình trong vũ trụ sao? Sắc mặt đạo tổ càng trở nên khó xem. Cô gái lại nhìn những người bên dưới, xem ra các ngươi đã biến 3.000 đại đạo này thành công cụ tư lợi cho bản thân. Những lời chu tâm này khiến sắc mặt họ thoáng cái trở nên xấu xí vô cùng. Cô gái nhìn khắp họ, đại đạo lựa chọn các ngươi, chứng tỏ các ngươi có chỗ hơn người. Nhưng xem ra, các ngươi bây giờ đều đã thả mình theo dòng nước, quên đi bản tâm và dự định ban đầu của mình. Đạo tổ bỗng thốt lên, tổ tiên. Tên Diệp Huyên này chính là đại địch, từng thề sẽ diệt đạo đình, ta. Cô gái cười hỏi lại, vậy ngươi nói ta nghe xem vì sao hắn lại làm vậy. Đạo tổ cứng họng. Cô gái, việc gì cũng có nguyên nhân, vì sao hắn lại muốn diệt đạo đình, ngươi nói ta nghe thử. Đạo tổ. Diệp Huyên bỗng lên tiếng, chỉ bằng để ta nói. Cô gái nhìn hắn cười, cũng được. Diệp Huyên gật đầu rồi kể lại toàn bộ ân oán của mình và đạo đình từ đầu đến cuối, không hề thêm mắm dặm muối dù chỉ một chữ. Bầu không khí chợt trở nên quái dị.
Cô gái này vốn được Đạo Đình gọi đến để đối phó với Diệp Huyên, nhưng bây giờ lại lắng nghe hắn kể những việc vô lý mà Đạo Đình đã làm. Rốt cuộc là tổ tiên nhà ai vậy? Sắc mặt đạo tổ đen xì, không biết đang nghĩ gì. La Hầu nhìn sang thượng chủ, việc này. Ông ta khẽ nói, đạo tổ tính sai rồi. Người bảo vệ đại đạo thế hệ ấy đều là những người chí công vô tư. Trong lòng họ có chính nghĩa, mọi sự đều phải chú trọng công bằng, vì vậy nên thời đại ấy mới có trật tự. Ánh mắt thượng chủ hướng về phía đạo tổ, ông ta cho rằng tổ tiên đạo đình sẽ giúp mình, nhưng sự thật lại không phải vậy. Thứ mà cô gái kia chú trọng chính là đúng sai, mà đạo đình hiển nhiên không chiếm lý trong việc này. Chúng ta có trò hay để xem rồi. Khi Diệp Huyên dứt lời, cô gái hỏi đạo tổ. Vị Diệp tiểu hữu này có đặt điều gì về đạo đình không? Thấy ông ta không hé răng, nàng ta bỗng vung tay lên. Chát! Dưới ánh mắt sửng sốt của mọi người, đạo tổ bị tát bay ra ngoài hơn nghìn trượng, sau khi dừng lại thì thân thể lập tức nhòe dần đi. Xóa sổ nhục thân chỉ bằng một cái tát. Những người còn lại tái cả mặt, Diệp Huyên cũng không ngoại lệ. Mẹ nó, sao người này lại mạnh đến vậy? Nếu mục tiêu của cái tát ấy là mình, khéo đạo thể cũng bị đánh vỡ không chừng. Sau đó cô gái mỉm cười nói với Diệp Huyên, việc này là đạo đình không phải. Ta đại diện đạo đình xin lỗi ngươi và toàn thể vũ trụ ngũ duy. Những người khác. Diệp Huyên cũng ngây ngẩn. Tổ tiên phe địch xin lỗi hắn ư. Hành động gì thế này? Hắn do dự một hồi rồi hỏi, vì sao? Ta tưởng người phải giúp đỡ đạo đình chứ? Cô gái lắc đầu, theo lý mà nói thì là vậy, nhưng lần này, đạo đình là bên vô lý. Diệp Huyên, người cũng tuân theo lý lẽ sao? Cô gái cười, sao lại không? 3000 đại đạo là một loại trật tự, thân là người bảo vệ nó mà lại không biết lý lẽ, thì còn ai sẽ chịu tuân theo trật tự? Diệp Huyên lắc đầu, thế đạo hiện nay nói chuyện bằng nắm đấm chứ không bằng lý lẽ. Cô gái, vậy ngươi có hứng thú xây dựng lại trật tự không? Diệp Huyên nhìn nàng ta, người đang muốn lập ta làm chủ nhân đạo đình ư? Đối phương cười, không được sao? Hắn lắc đầu, tiền bối, đầu óc ta đang hơi rối. Vị tổ tiên được đạo đình gọi ra này, lại muốn để hắn nắm quyền đạo đình. Chuyện quái gì thế này? Cô gái cười, người đang có trong tay 5 quyển đạo kinh đúng không? Thấy hắn gật đầu, nàng ta tiếp tục. Đạo đình hẳn là có 2 quyển, người lấy chúng xong sẽ có 7 quyển. Thượng chủ đứng ở bên bỗng bật cười, đạo chủng chi địa ta có 1 quyển. Vậy là Diệp công tử sẽ có 8. Thấy cô gái liếc qua, ông ta thi lễ, tham kiến tổ tiên. Nàng ta cười, người cũng từng là người đạo đình. Thượng chủ gật đầu, phải, nhưng khi đạo đình không còn là đạo đình trong quá khứ, ta đã phản bội và rời đi. Chuyện này không liên quan đến tổ tiên, ta vô cùng kính phục hành động vừa rồi của người. Cô gái nhoẻn cười rồi lại quay sang Diệp Huyên. Chỉ cần ngươi gật đầu là có thể có 8 quyển đạo kinh, thấy thế nào? Diệp Huyên, vì sao lại chọn ta? Cô gái chớp mắt đầy tinh nghịch, ngươi muốn nghe nói thật hay nói dối? Hắn nghĩ ngợi một hồi rồi nói dối trước đi. Cô gái cười, ngươi là thiên tài ngút trời, vạn năm khó gặp. Chỉ cần có ngươi, chắc chắn có thể chấn hưng đạo đình, xây lại trật tự. Diệp Huyên bật cười, còn nói thật. Cô gái nhìn hắn, vì ngươi lắm chỗ dựa. Diệp Huyên. Cô gái, để chấn hưng đạo đình không phải việc quá khó, nhưng để thu thập đủ đạo kinh, triệu hồi đại đạo chi linh lại khó vô cùng. Mà muốn để 3000 đại đạo tập trung một chỗ, trùng kiến trật tự chư thiên thì lại yêu cầu phải có đủ đạo kinh, triệu hồi được đại đạo chi linh. Người thường căn bản không thể đi đến bước này. Diệp Huyên không hiểu, vì sao lại khó đến vậy. Cô gái, có 3 điều. Thứ nhất, quyển đạo kinh cuối cùng nằm ở thế giới Bà Sa, không phải nơi ngươi có thể trêu vào lúc này. Thứ nhì, rất nhiều người sẽ không để ngươi tìm đủ đạo kinh, tỉ như thế giới Bà Sa, Ám Uyên và Cổ Thần Uyên, nếu những thế lực này biết ngươi đã có 8 quyển trong tay thì sẽ ghen tị đỏ mắt, khi ấy ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Thứ ba, cho dù tập hợp đủ 8 quyển đạo kinh, đại đạo chi linh cũng chưa chắc sẽ công nhận ngươi, có khi còn giết ngươi. Diệp Huyên càng không hiểu, vì sao lại giết ta?
Cô gái lắc đầu, về sau ngươi sẽ biết. Ta chỉ có thể nói rằng để tập hợp đủ đạo kinh, đồng thời được đại đạo chi linh tán thành là một việc gian nan vô cùng. Diệp Huyên hạ giọng, vậy tiền bối cho rằng ta có thể được tán thành không? Cô gái tròn mắt, ta không biết, nhưng ta biết nàng ta sẽ không dám giết ngươi. Hắn cau mày, vì sao? Vì ngươi lắm chỗ dựa. Diệp Huyên. Diệp Huyên cạn lời. Lắm chỗ dựa, người này đang nói cái quái gì vậy? Cô gái trong vũ trụ cười hỏi, thấy thế nào? Diệp Huyên, nếu ta không đồng ý thì sao? Nàng ta nháy mắt, ngươi sẽ đồng ý. Hắn cười, vì sao? Cô gái, ngươi không có lý do nào để từ chối. Diệp Huyên lắc đầu, ta chỉ muốn bảo vệ vũ trụ ngũ duy. Cô gái cười, nếu ngươi chỉ muốn bảo vệ vũ trụ sau lưng, thì nắm quyền đạo đình sẽ giúp ngươi làm việc ấy tốt hơn. Hắn giơ tay chỉ về những cường giả đạo đình ở xa, bọn họ sẽ không công nhận ta. Cô gái chỉ vào bản thân, nhưng ta công nhận. Diệp Huyên cười, vậy người có thể khiến họ làm theo không? Đối phương hỏi lại, ta đã công nhận rồi, bọn hắn dám làm trái sao? Diệp Huyên im lặng. Nàng ta lại nói, thiếu niên, ta không còn nhiều thời gian nữa. Thấy hắn nhìn lên, nàng ta nói, nhân lúc ta còn đang ở đây để giúp được, người phải đưa ra quyết định. Diệp Huyên im lặng. Cô gái khẽ cười, ta còn chưa đến một khắc đồng hồ, cùng ta đi chứ. Hắn nghĩ ngợi rồi nói, được. Sau đó hai người cùng bước vào vũ trụ, để lại những cường giả đạo đình ngơ ngẩn nhìn nhau. Bên kia, đạo tổ chỉ còn lại linh hồn mang vẻ âm u, không biết đang suy nghĩ gì. Trong vũ trụ, cô gái chỉ tay về phương xa, ở rất xa trong vũ trụ này có một thế lực bí ẩn tên Cổ Thần Uyên, thực lực thấp nhất trong số họ đều đã đến thành đạo cảnh, chưa kể còn có cường giả cao cấp hơn. Diệp Huyên thấp giọng nói, họ hẳn là nằm ngoài đạo kinh. Nhưng cô gái lắc đầu, nằm trong. Hắn cau mày, cường giả trên thành đạo cảnh vẫn thuộc vào phạm vi đạo kinh ư. Cô gái gật đầu, phải. Diệp Huyên không khỏi im lặng, xem ra hắn đã đánh giá thấp đạo kinh này rồi. Cô gái tiếp lời, thế lực này đang ở trong một cuộc chiến dài hơi với một thế lực bí ẩn khác, tên gọi Ám Huyên. Đó là một nơi cực kỳ đáng sợ, từng sản sinh ra một thiên tài yêu nghiệt đến tột cùng là đạo lão nhị. Năm ấy, người này đã dựa trên đạo kinh mà biên ra một bản ám kinh. Diệp Huyên cau mày, ám kinh. Cô gái gật đầu, dựa trên đạo kinh mà sáng tạo ra. Người ở Ám Huyên đều tu luyện theo ám kinh này. Theo ta được biết thì bọn họ có hai mục đích, thứ nhất là xóa sổ văn minh võ đạo đạo kinh, biến ám kinh thành duy nhất, thứ nhì là tiêu diệt đại đạo chi linh. Nói rồi, nàng ta nhìn hắn, người có biết vì sao đạo kinh lại chia làm 9 quyển không? Hắn lắc đầu, nghe nàng ta giải thích. Vì nó đã bị người của Ám Huyên xé nát. Diệp Huyên. Rồi nàng ta bỗng hỏi, người có bằng lòng từ bỏ đạo kinh không? Diệp Huyên không đáp. Cô gái cười, xem ra là không. Nếu là ta thì cũng không muốn. Vì sao? Bởi cho dù ngươi có từ bỏ nó thì bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trên thế giới này, có đôi khi yếu ớt chính là cái tốt. Diệp Huyên giơ ngón tay cái lên, lời này của tiền bối đúng là sâu sắc. Cô gái cười ha hả. Dùng quạt phẩy nhẹ hắn, đừng dở mánh lưới gì ra ở đây. Sở dĩ ta cung cấp cho ngươi nhiều thông tin đến vậy là vì muốn ngươi biết rằng, cứ tiếp tục thu thập đạo kinh, rồi sẽ có ngày ngươi trở thành kẻ địch với Ám Huyên. Nhưng nếu ngươi tiếp nhận đạo đình, lực lượng trong tay ngươi sẽ trở nên mạnh hơn, bởi thế lực đạo đình hiện nay vốn đã rất mạnh mà, đúng chứ? Thấy hắn không nói gì, nàng ta tiếp tục. Chưa kể một khi nắm giữ đạo đình, ngươi sẽ lập tức có được hai quyển đạo kinh. Ta cũng sẽ cho ngươi một bất ngờ nữa. Diệp Huyên hiếu kỳ ra mặt, bất ngờ. Cô gái cười, nằm ở tầng trời thứ 34 của đạo đình. Hắn nhìn nàng ta, vì sao tiền bối cứ khăng khăng muốn ta tiếp quản đạo đình đến vậy? Đối phương chỉ cười mà không nói, hắn lại hỏi. Tiền bối có thể nói thật với ta không? Cô gái gật đầu. Giữa ngươi và đạo đình có một mối ác duyên, ta muốn biến nó thành thiện duyên, đồng thời cũng cho rằng ngươi là hy vọng để cứu vớt đạo đình. Dẫu sao thì nó hiện nay đã không còn là đạo đình ngày xưa nữa,
nhưng ta cho rằng, cho dù ngươi không thể khôi phục trật tự của đất trời này thì cũng có thể khiến đạo đình trở nên tốt hơn. Diệp Huyên chỉ lẳng lặng nhìn nàng ta. Cô gái cười, hay ngươi đang cho rằng ta có âm mưu gì đó? Hắn lắc đầu, ta không biết. Nàng ta tiếp tục bước về trước, thế hệ chúng ta đã bỏ ra và hy sinh quá nhiều cho trật tự của đất trời này. Ta không muốn thấy đạo đình tiếp tục suy thoái, càng không muốn thấy nó đi đến diệt vong. Diệp Huyên, tiền bối bỏ mình mà đi ư? Cô gái cười mà không đáp. Hắn lại hỏi, chẳng lẽ không phải? Nàng ta cong môi, xem ra ngươi rất quan tâm đến chuyện của ta nhỉ? Diệp Huyên. Bước chân dừng lại, cô gái hỏi, ngươi quyết định thế nào? Thấy hắn im lặng, nàng ta bỗng thốt ra một cái tên. Niệm Niệm. Diệp Huyên nhìn lên, nghe nàng ta cười nói, thiên đạo ngũ duy vẫn còn sống đúng không? Hắn hạ giọng, tiền bối có ý gì? Cô gái nhìn hắn, ngươi thật sự cho rằng nàng ta chết vì đạo đình sao? Hắn siết chặt tay, tiền bối có ý gì? Cô gái, nàng ta không chết vì đạo đình, mà chết vì nguyên nhân tai ách. Vì sao lại nói vậy? Nàng ta chỉ vào hắn, vì nàng ta đã giúp ngươi quá nhiều, lại còn cố tình can thiệp vào nguyên nhân tai ách trên người ngươi, thay ngươi ngăn lại một vài nhân quả đáng lẽ phải xảy ra trên người ngươi. Tóm lại, ngươi phải hiểu rõ một rằng nguyên nhân tai ách không đơn giản như ngươi nghĩ. Nếu ngươi muốn bảo vệ vũ trụ ngũ duy, nó có thể liên lụy đến toàn bộ ngũ duy. Diệp Huyên, chẳng lẽ tiền bối không sợ đạo đình cũng bị liên lụy? Nàng ta cười, trên đời không có gì là tuyệt đối. Ngươi có thể khiến vũ trụ ngũ duy và đạo đình cùng diệt vong, cũng có thể khiến chúng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Diệp Huyên không nói gì. Cô gái xòe tay, gọi một thần linh chi ấn xuất hiện, đưa nó cho Diệp Huyên, đây là đại đạo vận mệnh đứng đầu 3.000 đại đạo. Nó sẽ dung hợp với ngươi, giúp ngươi dần già hiểu về số mệnh, ngươi cũng có thể dùng nó để đột phá lên thành đạo cảnh trong thời gian ngắn. Ba chữ thành đạo cảnh khiến Diệp Huyên im lặng. Cô gái, muốn bảo vệ ngũ duy, bảo vệ niềm tỷ của ngươi, thì nhất định phải càng mạnh mẽ. Ta không nhận thì lại thành làm giá. Hắn thì thầm, sau đó nhận lấy thần linh chi ấn. Cô gái cười, không phải làm giá, mà là cẩn thận. Nếu ta đoán không sai, ngươi đang sợ ta chơi xỏ ngươi. Cho ngươi hay, ta đúng là đang chơi xỏ ngươi đấy. Diệp Huyên nhìn nàng ta. Sau này ta còn cơ hội gặp lại tiền bối không? Nàng ta cong môi, phải xem ngươi thôi. Khi ấy, Diệp Huyên hiểu ra người này chưa từng chết đi. Nàng ta lại nói, có tin xấu này ta cho ngươi biết, đã có người của thế giới bà xa biết ngươi đang sở hữu 5 quyển đạo kinh rồi. Hắn sững ra, hỏi, sao có thể? Cô gái cười, lúc ta hỏi thăm họ đó, ngươi lại đứng gần như vậy. Lấy thực lực của họ mà không cảm nhận được khí tức của 5 quyển đạo kinh mới lạ. Diệp Huyên. Cô gái nhăn nhở, đây là cái giá đắt phải trả khi dám lừa ta đấy. Mặt Diệp Huyên đen xì. Cô gái nhìn xuống thân thể đang nhanh chóng mở đi của mình, nói. Sắp phải đi rồi, ngươi có muốn hỏi gì không? Ta sẽ giải đáp nếu có thể. Hắn thấp giọng hỏi, tiền bối hiện đang ở đâu? Nàng ta lắc đầu, không nói được. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, vì sao? Cô gái cười, không vì sao, cũng không thể trả lời. Ngươi có thể hỏi câu khác, hoặc không hỏi gì cả. Suy nghĩ một phen, hắn nói, tiền bối xưng hô thế nào? Cô gái nhìn hắn, nở một nụ cười sâu xa, ngươi hỏi để làm gì? Diệp Huyên vội nói, chỉ hỏi thôi chứ không có ý gì khác, chẳng lẽ câu này cũng không thể trả lời? Nàng ta bật cười, nói ra cũng được thôi. Tên ta là Triệu Chi Thanh, thế nhân thường gọi Thanh Chủ. Trên đời này chẳng có bao nhiêu người biết được tên ta đâu. Triệu Chi Thanh. Hắn gật đầu, ta nhớ rồi. Cô gái cong môi, ta có 2 tin xấu, muốn nghe không? Tin xấu. Diệp Huyên cau mày, là tin gì? Cô gái, thứ nhất, đạo tổ đã bỏ chạy. Thấy hắn càng nhíu mày. Nàng ta nói tiếp, thứ hai, người giúp hắn chạy hẳn đến từ thế giới ngầm. À, còn một tin xấu hơn nữa, 2 quyển đạo kinh đã bị hắn mang đi mất rồi.
Diệp Huyên nhảy dựng lên, sao tiền bối không ngăn lại? Cô gái tỏ vẻ bất đắc dĩ, mải nói chuyện với người quá nên quên. Diệp Huyên. Nàng ta cười hì hì, đừng nóng. Cái gì vốn là của ngươi thì sẽ là của ngươi, không phải của ngươi thì có làm gì cũng không giành được. Nói đến đây, nửa thân dưới nàng ta đã hoàn toàn biến mất. Diệp Huyên thấp giọng hỏi, tiền bối, sau này ta có thể gọi tổ tiên ra không? Ý là gọi người ra giúp đỡ ấy. Nàng ta chớp mắt, e là không được. Diệp Huyên không hiểu, vì sao? Cô gái, muốn nghe nói thật hay nói dối? Hắn hạ giọng, nói dối là gì? Cô gái nghiêm túc nói, đây là phân thân cuối cùng của ta ở nơi này, nhưng nó cũng sắp biến mất rồi, ngươi tự hiểu. Diệp Huyên tò mò, vậy còn nói thật. Cô gái tuét miệng cười, là ta không muốn dính dáng nhiều đến tên thiên sát cô tinh như ngươi, xui xẻo lắm. Nên ngươi có gọi ta cũng không nghe, chào nha. Vừa nói xong, nàng ta đã biến mất hoàn toàn. Diệp Huyên. Trong tinh không, Diệp Huyên đứng lặng yên không nói gì. Như kịch vậy. Hắn không ngờ rằng bản thân tự dưng lại hóa thành chủ nhân đạo đình. Lúc này, đám người thượng chủ đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, thượng chủ cười nói, có phải cảm thấy như đang nằm mơ đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đúng là có hơi. Thượng chủ cười ha ha, ta cũng thấy như đang mơ. Một khắc trước, Diệp Huyên và đạo đình vẫn là đại địch không đội trời chung, mà bây giờ, Diệp Huyên đã trở thành chủ nhân của đạo đình. Đạo tổ gọi tổ tông ra không chỉ tự chơi chết mình, mà còn giao nguyên đạo đình vào tay Diệp Huyên. Chuyện này đúng là hiếm có khó tìm. Diệp Huyên đột nhiên nói, tiền bối, đạo đình ngày trước và bây giờ khác nhau lắm à? Thượng chủ cười, không thể so sánh được luôn đấy, đại đạo ngày trước kiện toàn, thiên địa có trật tự, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Mà khi đó được như vậy sở dĩ là vì những người bảo vệ đại đạo của đạo đình khi đó công tư nghiêm minh. Lúc ấy không ai dám để việc tư làm dối kỳ cương, bởi vì làm vậy không chỉ bị đá khỏi thần vị, mà còn bị rơi vào vòng luân hồi ác đạo. Thời đại đó, làm việc ác phải trả một cái giá rất lớn, vì thế, những người bảo vệ đại đạo kia căn bản không dám làm ác. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, vậy tại sao đạo đình lại biến thành như bây giờ? Bởi vì thanh chủ biến mất. Biến mất, nghĩa là rời đi. Chắc là rời đi, dù sao sau khi nhóm các nàng rời đi, thế hệ sau mới bắt đầu tiếp quản đạo đình. Mà không biết từ khi nào, đạo đình lại dần dần bị biến chất. Vốn dĩ vị trí đạo chủ của đạo đình chỉ dành cho người có đức, nhưng sau này, vị trí đó dẫn biến thành vật sở hữu riêng của một vài người, bọn họ chỉ truyền lại cho con trai của mình, hơn nữa còn chỉ truyền trong một nhánh. Ngay cả đạo tổ ban nãy kia cũng thế, sở dĩ hắn được truyền làm chủ nhân đạo đình là bởi vì phụ thân của hắn là đạo tổ đời trước. Diệp Huyên trầm mặc. Thượng chủ cười nói, hiện tại ngươi là chủ nhân đạo đình, ngươi có thể thay đổi đạo đình rồi. Còn nữa, cẩn thận với đạo tổ, hắn hẳn là được người của Ám Huyên cứu đi. Ám Huyên. Diệp Huyên trầm giọng nói, người Ám Huyên cứu ông ta có phải là vì hai cuốn đạo kinh kia không? Thượng chủ gật đầu, đúng vậy. Tiếp theo, chúng hắn sẽ đến tìm ngươi. Diệp Huyên. Thượng chủ đột nhiên búng tay một cái, một quyển đạo kinh xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, chính là quyển thứ 6. Thượng chủ cười nói, tặng ngươi đấy, có thời gian thì đến đạo chủng chi địa chơi. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Diệp Huyên nhìn đạo kinh ở trong tay, không nói gì. Thượng chủ kia chắc chắn là sợ người của Ám Huyên đến tìm mình nên mới tặng đạo kinh lại cho hắn một cách sảng khoái như thế. Ám Huyên. Diệp Huyên đứng tại chỗ trầm mặc một lúc lâu, sau đó xoay người rời đi. Ở nơi nào đó trong tinh không, Tô Khắc nhìn Diệp Huyên rời đi rồi mới thu hồi tầm mắt lại. Thật ra ông ta đã đến vũ trụ ngũ duy từ lâu rồi, nhưng lại không ra tay, vì ông ta muốn đợi đến lúc mấu chốt mới xuất hiện. Nhưng không ngờ rằng sau khi đạo đình gọi tổ tông đến thì vị kia lại đứng về phía Diệp Huyên. Đây hoàn toàn là chuyện ông ta không ngờ đến. Tất nhiên ông ta càng không ngờ rằng Ám Huyên lại cứu đạo tổ. Chuyện này có nghĩa là Ám Huyên muốn làm địch với Diệp Huyên. Nghĩ tới đây, Tô Khắc thậm chí thấy buồn cười.
Tô Khắc bỗng nói, các ngươi ở lại đây bảo vệ Diệp công tử, ta về cổ thần uyên một chuyến. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Chấm chấm chấm. Một bên khác, đạo tổ giờ chỉ còn lại thể linh hồn đứng yên trong tinh không, trước mặt ông ta không xa còn có một người đàn ông trung niên mặc áo bào đen. Đạo tổ nhìn người nọ, ám uyên. Người đàn ông trung niên cười đáp, đoán không sai, người có thể gọi ta là Liên Tôn. Đạo tổ vô cảm, cứu ta là vì hai quyển đạo kinh. Liên Tôn cười hỏi, người có cho ta không? Đạo tổ lại nở nụ cười mỉa mai, ta có thể từ chối à? Nói xong, ông ta bấm tay một cái, hai quyển đạo kinh xuất hiện trước mặt Liên Tôn. Liên Tôn không từ chối, nhận lấy cả hai. Lúc này, đạo tổ bỗng nói, trên người Diệp Huyên có 5 quyển. Liên Tôn liếc mắt nhìn đạo tổ, người muốn chúng ta đi giết Diệp Huyên. Các ngươi vốn cũng muốn thế rồi, không phải à? Liên Tôn nhìn trời sao xa xôi, khẽ đáp, thật không dám giấu, lần này đến đúng là bởi vì Diệp Huyên. Bởi vì theo chúng ta biết, hắn có quan hệ với Kiếm Tông, mà Kiếm Tông này lại có huyết hải thâm cửu với Ám Huyên. Đạo tổ khẽ nhíu mày, huyết hải thâm cửu. Liên Tôn nhẹ giọng nói, năm đó tổ sư Kiếm Tông, cũng là nữ kiếm tu kia đã giết chết mười mấy cường giả của Ám Huyên ta, còn sách kiếm đến Ám Huyên. Nói đến đây, ông ta không nói tiếp nữa. Năm đó có thể nói là một sự sỉ nhục với Ám Huyên. Đạo tổ nhìn Liên Tôn, ta có cần phải nhắc cho ngươi nhớ không, bên người Diệp Huyên có một cô bé đó tên là Mộ Niệm Niệm, người này rất mạnh, mạnh hơn sức tưởng tượng của ngươi nhiều lắm. Nếu các ngươi muốn lấy được đạo kinh, đồng thời giết chết Diệp Huyên thì nhất định phải nhanh lên, bằng không, một khi người này khôi phục lại sức mạnh cùng ký ức, khi đó các ngươi sẽ chỉ là run rế ở trước mặt nàng ta mà thôi. Liên Tôn khẽ hỏi, người người nói chính là Mộ Niệm Niệm chỉ dùng 3 phần thực lực đã đánh nát được cơ thể của ngươi ấy à? Đúng. Liên Tôn trầm mặc. Lần này đến đây đã xuất hiện rất nhiều chuyện cũng như rất nhiều người nằm ngoài dự đoán của ông ta. Nhất là Diệp Huyên, thực lực của Diệp Huyên cũng khiến ông ta có chút khiếp sợ. Tuy chỉ ngự đạo cảnh, nhưng Diệp Huyên hoàn toàn có thể sánh với cường giả thành đạo cảnh. Quan trọng nhất là huyết mạch chi lực và thân thể của hắn thật sự quá kinh khủng. Đạo tổ đang định nói chuyện thì Liên Tôn cười cắt ngang, ngươi không cần gây xích mích đâu, chúng ta sẽ diệt Huyên này. Bởi vì hắn không chỉ có quan hệ với Kiếm Tông, mà còn liên quan đến cổ thần Uyên, vì vậy, hắn phải chết. Nói xong, ông ta lắc đầu nở nụ cười, nói thật, lý do để giết hắn có nhiều lắm. Đạo tổ chậm rãi nhắm hai mắt lại. Bây giờ là lúc ông ta thấy không cam tâm nhất, cũng như thấy ức chế nhất. Vốn cứ tưởng tung ra được đại chiêu, đâu ngờ rằng không chỉ tự hủy hoại bản thân, mà còn giúp thành toàn cho Diệp Huyên. Tất nhiên ông ta cũng không ngờ rằng tổ tiên của đạo đình không giúp đạo đình, mà lại đi nâng đỡ cho Diệp Huyên. Hơn nữa còn để Diệp Huyên trở thành chủ nhân đạo đình. Mỗi lần nghĩ đến đây, ông ta đau cả mề. Tức giận. Lúc này, Liên Tôn đột nhiên nói, đạo tổ, có đồng ý đến Ám Huyên không? Nếu đồng ý thì chúng ta sẽ giúp ngươi khôi phục thân thể. Đạo tổ nhẹ giọng hỏi, ta có tư cách từ chối sao? Liên Tôn cười ha ha, vậy sau này chúng ta là người một nhà rồi. Đi thôi. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Đạo tổ quay đầu lại nhìn vùng trời của vũ trụ ngũ duy, ánh mắt ông ta dần trở nên lạnh lẽo. Diệp Huyên, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, ông ta cũng rời đi. Diệp Huyên đã về đến vũ trụ ngũ duy, mà lúc này đạo đình đã có một nhóm người rời đi, Bạch Đế Tử cũng biến mất, thế nhưng Bạch Bào vẫn còn ở lại. Diệp Huyên đi đến trước mặt những cường giả đạo đình còn lại, ai nấy đều nhìn về phía Diệp Huyên. Thật ra lúc này bọn họ cũng thấy rất mơ hồ. Vốn dĩ họ là tử địch với Diệp Huyên. Thế nhưng sau khi sư tổ xuất hiện, mọi chuyện đã thay đổi. Tổ tiên ủng hộ Diệp Huyên. Lẽ nào bọn họ phải làm địch với tổ tiên? Lúc này, Bạch Bào đột nhiên đi đến trước mặt Diệp Huyên, ông ta chỉ nhìn Diệp Huyên mà không nói gì. Diệp Huyên đột nhiên cười nói, bằng lòng ở lại thì cứ ở lại, còn không thì có thể rời đi ngay lập tức. Xung quanh, những cường giả đạo đình không ai động đậy.
Rời đi. Bọn họ có thể đi đâu được? Lúc này, Diệp Huyên bỗng xòe tay ra, một thần linh chi ấn bỗng xuất hiện trong tay hắn. Đại đạo mệnh vận. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt của ba cường giả thành đạo cảnh đang ở đây đều trở nên khá phức tạp. Tổ tiên của họ lại đưa đại đạo chi ấn cho Diệp Huyên. Bỗng, Di Tôn nói, các hạ, tổ tiên đã nói gì vậy? Diệp Huyên nhìn về phía Di Tôn, nàng nói sau này ta hãy đi tìm nàng. Di Tôn ngây người, sau đó hơi thi lễ, lão hủ nguyện tôn các hạ làm chủ. Hai bên, hai cường giả thành đạo cảnh còn lại của đạo đình cũng hơi cúi người hành lễ. Nhìn thấy ba cường giả thành đạo cảnh thi lễ, một vài cường giả khác ở xung quanh cũng vội vàng thi lễ theo. Ba người mạnh nhất đã tỏ thái độ thần phục, bọn họ tất nhiên không do dự nữa. Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, đạo đình phải thay đổi thôi. Di Tôn do dự một lúc rồi nói, e là khó. Diệp Huyên nhìn về phía Di Tôn, các hạ có muốn thay đổi không? Di Tôn, củi gom 3 năm, không phải chỉ đốt một ngày là hết. Các hạ biết tại sao Thanh Tỷ lại mạnh như vậy không? Thanh Tỷ. Đúng vậy, tỷ ấy nhận ta làm đệ đệ, bảo rằng sau này sẽ che chở cho ta. Có vấn đề gì không? Không, không vấn đề gì. Diệp Huyên liếc nhìn mọi người ở xung quanh, cuối cùng, hắn nhìn về phía Bạch Bào, ông cảm thấy đạo đình phải thay đổi đúng không? Bạch Bào nhìn Diệp Huyên, ngươi muốn ta thần phục ngươi. Không hẳn, nhưng ta muốn nói, ông không cần phải chiến đấu vì ta, ông có thể tiếp tục chiến đấu vì đạo đình. Bạch Bào trầm mặc. Ông tự quyết định đi. Bạch Bào nhìn về phía Diệp Huyên, Bạch Đế Tử bảo ta đi theo ngươi. Bạch Đế Tử. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, hắn liếc mắt nhìn xung quanh, ông ta đâu rồi? Bạch Bào lạnh nhạt đáp, ông ta biết ngươi sẽ giết ông ta, nên chạy mất rồi. Diệp Huyên im lặng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 123.